Lớp trưởng bạn Thảo đâu rồi? Dạ em đây cô. Hiện nay lớp đang thiếu 7 bạn nữa thì em cho cô cái danh sách của 7 bạn đấy nhé. Vâng ạ, bây giờ đang có 94 bạn không ạ? 94 còn 5 bạn nữa. Để em xem có bạn nào học cùng không ạ? Tại vì có khi một số bạn thì chung máy. Để em xem có bạn nào không ạ? Không, cô đang nói trên cả lớp như thế này thì có nghĩa là ai đang học học gộp thì các bạn sẽ có trách nhiệm để báo với em nhá. Được chưa? Dạ vâng ạ. Hôm nay cô để màn hình như vậy như thế này các em có nhìn thấy rõ không? Có Rõ màn hình cô đẹp lắm ạ. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em hai bài. Đó là bài về giải phẫu và giải phẫu về răng này. Và cái bài sâu răng. Như vậy là còn còn năm bạn kia thì các em sẽ bạn Thảo nhé, Thảo có số điện thoại của cô chưa? Dạ em chưa có ạ, xong đợt nữa em sẽ xin cô sau ạ, chút nữa em xin ạ. Thì em sẽ gửi cho cô những bạn thiếu trở lại lại nhá. Cô giảng đứng lớp thì bây giờ là khoảng tầm gần 15 năm ý. Thì trước đây cô giảng cho các anh chị khóa trước. Cô không bao giờ đọc từng câu từng chữ nhá. Không bao giờ đọc từng câu từng chữ. Và cố gắng để truyền đạt tất cả những kiến thức lồng ghép giữa lý thuyết và lâm sàng để làm sao cho các em hiểu. Mặc dù là cái số bài mà cô giảng ấy nó chỉ là hai bài thôi, nhưng mà cô sẽ cố gắng để truyền đạt cho các em hiểu cái giải phẫu răng, cái răng của các em ấy. Các em đang ở 23 tuổi là độ tuổi kết thúc tăng trưởng, đối với nữ là kết thúc tăng trưởng từ bao giờ và đối với nam là kết thúc tăng trưởng từ bao giờ, thì tất cả những cái răng ở trên miệng của các em đó là cái răng vĩnh viễn rồi nhá. Thì cô sẽ cố gắng để truyền đạt làm sao cho các em thấy được cái vai trò của cái răng miệng của mình nó quan trọng như thế nào, tới cái vấn đề ăn nhai này, tới chức năng này và tới cái thẩm mỹ nhá. Như vậy là bài đầu tiên cô sẽ đi, đó là bài giải phẫu về và giải phẫu và sinh lý vùng răng. Mục tiêu là các em phải hiểu được là cái giải phẫu cơ bản vùng miệng, thì cái này các em cô nghĩ là cô sẽ đi nhanh thôi. Miệng ý thì như chúng ta đã biết rằng là cấu tạo của vùng miệng của chúng ta được giới hạn bởi sao? Ở phía trước là hai cái môi nhá. Cái môi trên và môi dưới nó cũng có đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề thẩm mỹ. Vì cô giới thiệu qua một chút, cô là bác sĩ Phương Thanh và là bác sĩ chuyên chỉnh nha. Thì cô chuyên chỉnh nha thì có nghĩa là cô phải chỉnh cả thẩm mỹ nhá, không phải chỉnh mỗi răng đâu. Bởi vì khi cô chỉnh nha thì cô rất là quan tâm tới cái thẩm mỹ, và thẩm mỹ ở đấy là gồm những cái gì, đó là mặt ngoài gồm những cái gì mà chúng ta cần phải chỉnh. Như vậy là miệng ấy được giới hạn bởi hai môi ở phía trước, và hai môi này chúng ta phải cố gắng làm sao để cho đẹp nhất khi chúng ta bước vào cái giai đoạn thẩm mỹ. Cái thứ hai nữa đó là hai bên là má, ở trên là vòng miệng và dưới là sàn miệng, được chưa? Trên là vòm miệng, dưới là sàn miệng, hai bên là má. Đó, đó là chúng ta nhìn cái bề ngoài của miệng. Ở bên trong khoang miệng thì chúng ta có lưỡi nha. Và tiền đình. Tiền đình thì chắc là các em cũng biết thế nào là tiền đình rồi đúng không?
Những bạn nào mà chưa biết thế nào là tiền đình thì sẽ nhắn vào ô chat cho cô. Đó. Còn cô sẽ tí nữa cô sẽ đưa những cái hình ảnh để cố gắng để cho các em hiểu hơn về cái thế nào là tiền đình và các cái tổ chức khoang trong miệng gồm những cái gì. Đây. Nhá. Đây là dưới sàn miệng này. Trong cái sàn miệng này là có lưỡi này. Lưỡi là gồm có cái những cái chức năng gì thì cái này cô không nói nữa. Cái thứ hai là ở trên ở phía trên nó gồm là vòm miệng nhá. Vòm miệng ở giữa môi và răng nó có một cái ngách ở giữa này, người ta gọi đó là ngách tiền đình. Được chưa? Nhá. Đấy, còn tiền đình như thế nào thì ở trong nếu mà lớp trưởng mà liên hệ được với cả giáo vụ bộ môn mà đồng ý để cho cô có thể gửi cái mail mail cái giáo trình mềm này này cho các em qua mail ấy thì cô sẽ gửi cho các em qua mail nhá. Hoặc các em đã có cái giáo trình cứng rồi thì các em đọc. Đó, nó rất là dễ hiểu thôi. Đây. Nhá. Cô đã có những cái slide như này. Các em có thể chụp ảnh lại các cái slide này thì để có mình mà cô cũng là người ra cái câu hỏi thi test ấy. Đối với hai bài này cho cô cho ra khá nhiều những cái câu hỏi nhỏ bé rất là nhỏ mà các em đôi khi các em đọc không kỹ các em không có đánh được đâu, được chưa nha. Đây, trong ổ miệng của chúng ta thì có răng, có lưỡi, có tuyến nước bọt. Thì đối với tuyến nước bọt thì chúng ta sẽ có đây, đây là hình ảnh slide. Như các em biết rằng chúng ta có tuyến nước bọt mang tai này, tuyến nước bọt dưới hàm này, tuyến nước bọt dưới lưỡi này. Như vậy là trong ổ miệng của chúng ta là có gì? Có ba tuyến nước bọt, đúng không? Trong đó thì cái tuyến nước bọt này có một cái vai trong ba tuyến nước bọt này một ngày có thể cung cấp cho chúng ta từ 150 tới 1.300 ml nước bọt nha. Mà nước bọt của chúng ta là một hỗn hợp, là một vừa là dịch nhầy nhá, vừa là cái tổ chức hỗn hợp ý. Thì vai trò của nước bọt có vai trò gì quan trọng ở trong miệng không? Rất quan trọng nha. Bạn nào ở của chúng ta mà có rất là nhiều cao răng ý, thì các em thử tự biết xem tại sao chúng ta nhiều cao răng như vậy. Cũng có những cái bệnh nhân đến với cô, ví dụ 5 năm không lấy cao răng, hai bệnh nhân đều 5 năm không lấy cao răng. Nhưng một bệnh nhân thì làm sao? Một bệnh nhân thì có rất rất nhiều cao răng. Hôm qua cô vừa nhận lại một nhận một bệnh nhân con gái 20 sinh năm 2000 thì là năm nay là 21 tuổi. Rất nhiều cao răng nha. Lợi viêm hết. Đó, và khi cô khám qua thì làm sao cái nước bọt của bạn ấy rất là đặc. Bạn nào mở mic thì tắt mic đi em nha. Được chưa? Như vậy là trong miệng của chúng ta có ba tuyến nước bọt mang tai, nước bọt dưới hàm, nước bọt dưới lưỡi, và ba cái tuyến nước bọt này có nhiệm vụ cung cấp nước bọt cho chúng ta đổ vào cái khoang miệng nhá. Đó, cái này thì từ 150 tới 1.300 ml nước bọt một ngày. Và nước bọt này có vai trò gì? Vai trò nó có làm sạch miệng không? Có làm tiêu hóa thức ăn không? Có làm diệt các cái vi khuẩn vùng miệng hay không? Đó nhá, thì các em đấy là vai trò của nước bọt. Được chưa? Cái thứ hai, đây, cô cho các em về cái giải phẫu một chút về cái xương hàm của các em. Đây là xương hàm dưới. Nhá. Chúng ta cô mặc dù là cô có nhiệm vụ để truyền đạt cho các em về giải phẫu răng, nhưng cô lại mong muốn đây là các em học học on thôi nhé. Còn bình thường mà học off ý, thì cô cố gắng để diễn tả làm sao để cho các em hiểu được là cái vùng miệng của chúng ta gồm những cái gì, chức năng của nó có quan trọng hay không, và hàm dưới tại sao nó có thể di chuyển ra trước sang bên, sang trái sang phải nhá. Thì đây đây chính là cái gì, giải phẫu của các bạn đấy. Các bạn có thể đưa nó được sang trái, có thể đưa được nó sang phải, có thể làm sao đưa được nó ra trước, có thể đưa lùi nó ra phía sau. Chỉ duy nhất làm sao, chỉ duy nhất xương hàm dưới làm được, còn xương hàm trên có làm được không? Không làm được, là bởi vì làm sao, nó gắn kết với cả lền sọ ở phía trên rồi, nó không có sự dịch chuyển gì hết
nhá. Cho nên đối với nữ, đối với nữ là đỉnh tăng trưởng bao nhiêu, làm bao nhiêu và có cần tác động gì vào xương này hay không để cho cái khuôn mặt nó thẩm mỹ hay không thì chúng ta phải tác động thật sớm nha. Và đây là một cái giải phẫu xương hàm dưới. Như đây là lồi cầu nha, vùng này là vùng lồi cầu này, chỗ này là mỏm vẹt này, chỗ này là ổ khuyết, đây là cành gì, cành lên của xương hàm dưới đó. Có rất là nhiều trường hợp làm sao trượt hàm dưới ra phía trước, có một cái thói quen chơi từ bé cứ trượt hàm dưới ra phía trước, trượt hàm dưới ra phía trước, cho nên là dẫn tới làm gì, khớp cắn ngược hay còn gọi là móm đó. Đây là góc hàm, đây là thân xương hàm dưới nha. Và đây là gì, lỗ cằm này, ở đây có lỗ cằm này, đường trách này, hố hàm, ở đây là tất cả các cái động mạch thần kinh, thì nó cũng sẽ chiếu các cái slide cho các em hiểu về cái vùng miệng của các em. Còn đây là răng nha, đây là răng vĩnh viễn, và ở đây nó có đủ hàm dưới, nó có đủ từ răng số 1 cho tới răng số 8, được chưa? Và chúng cái hàm dưới này được chuyển động là bởi vì gì, bởi vì cái lồi cầu, được do là có cái lồi cầu của bệnh nhân khớp với cái ổ khớp thái dương hàm ở đây. Rồi, ok. Tiếp theo là lưỡi này thì thôi nha, bỏ qua. Đó. Chứ tối về con hỏi lại vợ thế nào? Không, không liên quan. Các em ơi, các em, cô lúc cô đang giảng thì tắt mic nhá. Có gì thì chat mà ô chat cho cô nhá. Như vậy các em đã hiểu chưa? Xương hàm trên không có chuyển động được bởi vì nó kết hợp với cả nền sọ. Hàm dưới thì dịch chuyển được theo ba chiều không gian. Có thể lùi cằm tối đa, có thể đưa cằm ra tối đa, có thể đưa sang trái, có thể đưa sang phải nhờ vào gì? Cái lồi cầu liên kết với cả cái khớp thái dương hàm. Nha. Ở trong, cô nhắc lại một lần nữa, ở trong miệng của chúng ta, trong cái khoang miệng của chúng ta có lưỡi. Hàm trên là gì? Sàn hàm trên là hàm ếch, hàm dưới là sàn miệng. Được chưa? Và có ngách tiền đình ở đấy. Trong miệng của chúng ta thì có ba tuyến nước bọt, tuyến nước bọt mang tai, dưới hàm và dưới lưỡi. Đó. Cái tiếp theo nữa, một cái rất rất là quan trọng mà hôm nay các em phải nắm được, đó là gì? Giải phẫu về răng sữa và răng vĩnh viễn. Nha. Cô nói bắt đầu từ cái giai đoạn hình thành răng sữa. Như chúng ta đã biết ý, là cái răng sữa từ khi được hình thành đang lúc sinh ra cho đến khi các em 13 tuổi, từ 6 tháng tuổi cho tới 13 tuổi là các em bước qua gì? Ba giai đoạn răng mọc. Đó là giai đoạn răng sữa, đó là giai đoạn răng hỗn hợp và đó là giai đoạn răng vĩnh viễn. Nha. Như vậy là các em, như vậy là trong thời gian từ 6 tháng cho tới 13 tuổi, các em trải qua gì? Ba hình thức mọc răng. Một là răng sữa bắt đầu mọc từ 6 tháng tuổi cho đến 24 tháng tuổi. Tức là 2 tuổi đó. 2 tuổi là các em có hoàn toàn, ở trong miệng là có hoàn toàn răng sữa. Và răng sữa đấy là gì? Là có 20 răng. Bắt đầu từ 6 tuổi cho đến 13 tuổi là giai đoạn hàm răng hỗn hợp, hay còn gọi là giai đoạn vịt con xấu xí. Hỗn hợp là gì? Là vừa có gì? Vừa có răng sữa, vừa có răng vĩnh viễn. Thì người ta gọi đó là giai đoạn hàm răng hỗn hợp. Được chưa? Và sau 13 tuổi là giai đoạn hàm răng vĩnh viễn. Lúc đấy là chỉ có răng vĩnh viễn thôi. Đúng không? Ai đó có một vài răng sữa thì đó là điều bất thường. Nhá. Ví dụ là răng ba sữa không thay, răng năm sữa không thay, cô làm hàng nghìn bệnh nhân nên cô biết rồi. Rất rất nhiều bệnh nhân có răng ba sữa không thay, sau đó khi chụp phim X quang lên ấy thì cái răng ba sữa nó nằm ngang, nó nằm chếch lên trên, nó nằm xuống dưới, nó ở một cái tư thế rất là bất thường. Nhưng mà cái răng sữa thì của bệnh nhân thì không được rụng đi, không được nhổ đi. Nhá. Đó. Nhưng cái răng sữa có quan trọng không? Rất quan trọng. Nha. Đây. Đấy là cái giai đoạn mọc răng. Như vậy là cái giai đoạn mọc răng mà cô đã nói nhấn mạnh cho các em biết rồi. 2 tuổi là răng sữa. 6 đến 13 tuổi là răng hỗn hợp.
13 tuổi trở đi là hoàn toàn răng vĩnh viễn. Từ 6 tới 13 tuổi là vừa có răng sữa, vừa có răng vĩnh viễn. Người ta gọi đó là giai đoạn hỗn hợp hay còn gọi là giai đoạn vịt con xấu xí. Và cái giai đoạn nào cho sự kết hợp tốt để các em có thể chỉnh hình được khuôn mặt của mình đẹp hơn mà không cần phải phẫu thuật nhiều, không phải tác động nhiều, đó là cái giai đoạn vàng từ 8 cho đến 14 tuổi. Nha, đấy là giai đoạn vàng. Và cái cấu trúc của răng ấy, thì cấu trúc của răng sữa và răng vĩnh viễn ấy, thì nó cũng giống nhau. Đó là làm sao? Nó có gồm có gì? Thân răng, cổ răng và chân răng. Các em nhìn thấy chưa? Thân răng là cái răng của các em mà các em chỉ nhìn thấy thân thôi. Các em mà soi gương ấy, mà há miệng ra ấy, thì các em nhìn thấy làm sao? Đấy là thân răng. Và chân răng các em có nhìn thấy không? Các em không nhìn thấy thân răng. Các em nhìn thấy cái gì trên cái răng của mình? Các em chỉ nhìn thấy lớp men răng thôi. Đây, hình ảnh slide của cô đây, men răng đây. Các em không nhìn thấy cái gì? Các em không nhìn thấy ngà răng. Các em không nhìn thấy ống tủy. Các em không nhìn thấy chân răng. Các em không nhìn thấy gì? Cổ răng. Cổ răng, cổ răng ấy thì chia ra làm hai loại cổ răng. Đó là cổ răng giải phẫu và cổ răng lâm sàng. Nha. Thì các em chỉ nhìn thấy cổ răng lâm sàng mà không nhìn thấy cổ răng giải phẫu. Được chưa? Và các em muốn nhìn được cái ngà răng của các em như thế nào? Các em muốn nhìn thấy cái tủy răng của các em ra làm sao? Các em muốn nhìn thấy cái chân răng của các em như thế nào? Thì cái đấy hoàn toàn phải phụ thuộc vào phim kích quang. Như vậy là trên miệng của các em không nhìn thấy gì hết ngoài cái thân răng và nhìn thấy cái cấu tạo của răng, đó là men răng. Được chưa? Và ở độ tuổi của các em ấy, cô nói về cái độ tuổi của các em cho các em nhớ hơn. Là sao? Các em sẽ chia ra được 4 cung răng. Cung răng từ bắt đầu từ bên phải, từ bên tay phải của các em ấy, là cung răng số 1. Bên tay trái hàm trên là cung răng số 2. Và bên trái hàm dưới là cung răng số 3. Và bên phải hàm dưới là cung răng số 4. Như vậy, đối với người lớn, răng vĩnh viễn là gồm có 4 cung, 1, 2, 3, 4. Còn đối với trẻ em thì sẽ cũng có 4 cung, đó là cung 5, 6, 7, 8. Và trình tự cũng bắt đầu xuất phát từ bên sao? Bên phải. Được chưa? Đấy, cho các em dễ tưởng tượng. Nhá. Như vậy là từ bây giờ chúng ta sẽ biết là khi nào mà đi làm răng ấy, bác sĩ là răng 1-5, răng 1-6, răng 1-7, răng 2-5, 2-6, 2-7. Đấy là cái vị trí gì? Vị trí của cung răng và vị trí của cung răng và gì? Số răng. Chứ cô đã hỏi khi những bạn ấy, cô không hề dạy nha. Cô ơi, răng 17, răng 18, răng 28, răng 38. Trời ơi, cô có dạy ai răng đọc răng 38 với 48 đâu. Nhá. Đấy, phải lưu ý như vậy. Và các răng đang được cắm ở trên miệng của các em đây. Các em nhìn trên hình ảnh slide là hai hình ảnh mà cô cho các em dễ hiểu nhất, dễ nhìn nhất. Đó là một răng hai chân và một răng một chân. Được chưa? Men răng đây này, cái men răng màu trắng ấy. Các em có nhìn thấy cái chuột của cô không? Có cô ạ. Có. Nhá, không nhìn thấy đi bảo cô nhá. Cái men răng là men răng màu trắng này. Cái ngà răng màu vàng này. Cái tủy răng này là màu đỏ này. Đó, đó là cái tổ chức gì? Các cái thành phần ở phần thân răng. Nhưng mà cái mà ngà răng nhá, quên, cái men răng là tổ chức cứng nhất cơ thể. Các em có thấy là từ xưa đến nay các em đã bao giờ được biết là cái men răng là một cái tổ chức cứng nhất cho cơ thể chưa, và tại sao nó cứng nhất? Nhá, nó không hề dễ dàng để có thể phá vỡ được cái lớp men này đâu. Nhá, thành phần của nó là 97% vô cơ, 3% hữu cơ và nước. Đấy là lớp men. Cho nên nó vô cùng cứng. Và vị trí của nó dày nhất là ở phần nào? Ở phần núm răng ấy. Các em soi gương nhé. Cái răng của mình ấy, cái bề mặt răng ấy, nó có hố rãnh,
nó có cái múi răng, múi răng ở cái răng hàm ấy, thì vị trí ở múi răng là dày nhất 2 mm, và vị trí của cổ răng mỏng nhất là 0,5 mm. Và tại sao khi chúng ta đánh răng, chúng ta dùng, thứ nhất chúng ta dùng bàn chải cứng, cái thứ hai chúng ta dùng cái lực cơ học mạnh, mà đến bây giờ tôi thấy rất là nhiều bệnh nhân, và cái thứ ba nữa là nó đánh răng sai cách. Thì có những bệnh nhân đến gặp cô, trời ơi, 10, 12 hay 15 cái cổ răng mòn đứt ngang luôn. Nhá. Đấy rất là nguy hiểm. Vì vị trí của cổ răng lâm sàng, hay đấy nó gọi là cổ răng lâm sàng, mà các em nhìn thấy, mà các em tác động vào lực cơ học mạnh, mà các em đánh răng sai quy cách, thì nó sẽ gây ra gì? Mòn cổ răng. Nhá. Như vậy, đối với phần thân răng mà các em nhìn thấy, phần cổ răng là phần men răng mỏng nhất. Rất dễ bị sao? Mòn cổ, đứt cổ, nguyên nhân do lực tác động cơ học mạnh gây ra. Được. Mà ban đầu ý, thì nó không có vấn đề gì đâu, nhưng dần dần ý, nó sẽ ê buốt. Và cái thứ nữa đó là một cái đặc thù ở cái men răng nữa, nó là không có thần kinh và mạch máu, cho nên nó không có triệu chứng lâm sàng gì nếu như chúng ta sâu răng, à sâu men. Được chưa các em? Nhớ. Cô nhắc lại, men răng không có mạch máu và thần kinh, cho nên khi sâu men các em thường thờ ơ với nó, bỏ qua, không sao cả, không có triệu chứng mà. Nhá. Tiếp theo nữa, dày, khá dày, tổ chức vô cơ 97%. Nhá. Hữu cơ là gồm có 3% hữu cơ và lưu. Như vậy nó cứng không? Rất cứng. Dễ phá bỏ không? Không hề dễ. Nhưng ngà răng thì sao? Các em nhìn thấy cái ngà răng màu vàng kia kìa. Ngà răng có 70% vô cơ, 30% hữu cơ và lưỡi. Như vậy là mềm hơn lớp men răng. Nhá. Nhưng ở lớp ngà nó có hàng tỷ cái ống thần kinh thô mét. Dây thần kinh nó chui vào đó, nó trăng chịt ở đó. Và khi chúng ta sâu ngà thì lúc đấy chúng ta mới biết được nó như thế nào. Người ta bảo là nhất đo mắt và nhì đo răng. Đúng không? Và khi đã sâu vào lớp ngà rồi thì các em sẽ được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác của cái sự ê buốt khi có cái tác động ngoại lai vào, như là chúng ta ăn đá này, chúng ta uống nước nóng mà ăn chua ngọt, tất nói chung là có cái tác nhân kích thích vào đấy, thì các em sẽ cảm nhận được toàn vẹn của cái sự ê buốt do lớp ngà bị sâu nha. Cái thứ ba nữa, đây là tủy răng. Đây là cuống răng, hay còn gọi là lỗ apex. Nha. Đây, đây là răng hai chân. Đây là răng một chân. Được chưa? Và tất cả các răng hàm trên và hàm dưới đều có 5 mặt răng. 5 mặt răng. Nhá. Mặt ở phía mặt nhai mà các em dùng để nghiền lát thức ăn, người ta gọi đó là mặt nhai. Mặt ở phía má này này, người ta gọi đó là mặt ngoài. Mặt ở trong cái hàm ếch hay còn gọi là mặt ở trong sàn miệng ấy, người ta gọi đó là mặt trong. Các em dễ nhớ chưa? Cái tiếp theo nữa là mặt gần, là so với trục giữa của cơ thể thì nó là mặt gần. Và so với phía xa này thì nó là phía xa. Nha. Như vậy là mỗi một răng đều có 5 mặt. Mặt nhai đối với răng hàm. Còn răng cửa, cái nhóm răng cửa thẩm mỹ ở phía trước ấy, người ta gọi đó là rìa cắn. Nha. Răng 1, răng 2 người ta gọi đó là rìa cắn. Hoặc răng 3 người ta gọi là răng rìa cắn của răng 3. Chứ người ta không có gọi là mặt nhai của răng 3. Nhưng khi vào răng hàm, đây, đây là răng 1. Răng chỗ chuột của cô chỉ là răng 1 này. À đây đây, xin lỗi các em, răng 1 này, răng 2 này, răng 3. Các em nhìn thấy chưa? Nhá, 1, 2, 3. Sau răng 3, người ta gọi là răng hàm, nhưng là lại là răng hàm nhỏ. Đó là răng 4 và răng 5. Có cái kích thước nhỏ hơn răng 5, răng 6, nhỏ hơn răng 6, răng 7, răng 8. Có kích thước nhỏ hơn răng 6, răng 7, răng 8. Về cả mặt nhai, về tất cả các thứ thì nó đều là nhỏ hơn. Người ta gọi đó là răng hàm nhỏ, là răng 5 và răng 4. Còn răng 6, răng 7, răng 8 đây, trên slide của cô đây. Nhá.
đó là răng hàm lớn. Và răng 6 lại có vai trò quan trọng không? Rất quan trọng. Nó là chìa khóa của khớp cắn. Nhá. Nếu mà mất răng 6 thì thật sự là rất là nghiêm trọng. Được chưa? Đấy là cô cho các em biết. À, như vậy là răng của chúng ta chia ra làm 3 nhóm. Nhóm răng cửa là từ răng 1 cho tới răng 3. Riêng cái răng 3 này đặc thù, nó có thêm một cái tên gọi nữa. Đó là răng nanh. Nha. Nhóm thứ hai, răng hàm nhỏ, bởi vì kích thước của nó nhỏ, người ta gọi đó là răng hàm nhỏ. Đó là răng 4 và răng 5. Tiếp theo nữa, đó là răng hàm lớn, là bởi vì kích thước của nó lớn, là răng 6, răng 7, răng 8. Và hàm dưới cũng vậy, hàm trên và hàm dưới gọn như nhau. Đấy là về giải phẫu, về cái răng mà đang các em đang được sử dụng nó rất là nhiều. Nha. Đó. Đấy là cô nói về cái mặt răng cho các em nắm được. Đó. Thế còn bây giờ về chúng ta lại bàn nhau về cái mà chúng ta không nhìn thấy. Đó là ngà răng thì cô vừa nói rồi. Bây giờ đến tủy răng. Tủy răng này, cái chuột của cô đây nó gọi là gì? Trần tủy. Nhá. Ở phía dưới này là sàn tủy. Đây là hai chân gì? Hai ống tủy nằm ở trong gì? Hai chân của răng. Cái vị trí cô chỉ đây là lỗ apex, là dây thần kinh và mạch máu bạch mạch chui vào đây để nó nuôi dưỡng cái lớp ngà này. Nhá. Và nếu như chúng ta bị viêm tủy, chúng ta có chỉ định lấy tủy đi, thì chức năng ăn nhai của cái răng này chỉ còn 15% thôi các em nha. Bởi vì làm sao? Lớp ngà không có được nuôi dưỡng nữa. Vừa nó lấy đi rồi mà. Nó rất giòn, rất dễ vỡ. Và chúng ta vô tình ăn một cái gì đó cứng thì làm sao? Trời ơi, răng nó vỡ ngay à. Cho nên là đối với những trường hợp mà chúng ta cố gắng để cứu được cái tủy là tốt nhất. Nhá. Còn nếu chúng ta không cứu được cái tủy này thì chúng ta phải lấy tủy đi. Khi chúng ta lấy tủy đi thì chúng ta phải chụp ngay một cái răng sứ vào. Được chưa các em? Nha, đấy là răng gì? Răng hai chân. Nhìn thấy rõ chưa? Đó, đây là mạch máu thần kinh. Cái vị trí này là dây chằng quanh răng. Thì cô sẽ cho các em thấy cái hình ảnh dây chằng quanh răng rất là điển hình trên phim Panorama. Được chưa? Đây là gì? Đây là thần kinh. Và thần kinh gì thì tí nữa cô sẽ nói. Được chưa? Đây, đây là mô phỏng cắt dọc của hình ảnh về cái tủy răng cho các em xem. Đây, ngà răng màu trắng, tủy răng màu vàng. À, xin lỗi, men răng màu trắng, ngà răng màu vàng và tủy răng màu đỏ đây. Nó đi qua đây. Vậy thì cái mạch máu và thần kinh này nó ở đâu ra và nó lại chui vào các răng này? Và tại sao người ta lại đưa ra cái câu là nhất đau mắt nhì đau răng? Tại sao lại đau như vậy? Đã em nào đau nhiều về răng, đau răng mà đau nhiều về đêm chưa? Đau lan ra mặt cùng bên chưa? Đau bất ngủ chưa? Đau gần đi, đau đến mức mà gầy đi vài cân thịt chưa? Cô đã gặp hết. Nhá, tại sao nó lại đau như vậy? Và tại sao răng nó lại đau như vậy? Bởi vì đơn giản là cái mạch máu và thần kinh này. Đây. Các em nhìn thấy chưa? Đây là dây thần kinh số 5. Dây thần kinh số 5 là dây thần kinh hỗn hợp. Nhân cảm giác to hơn nhân vận động. Nhá. Cho nên là khi đau răng ấy, là nó không có đau một cái răng đấy đâu. Nó đau lan tỏa sang các răng, nó đau lan sang một bên, nó đau lan lên nửa mặt cùng bên. Được chưa? Bởi vì nó là dây thần kinh cảm giác. Nó sẽ chia ra làm 3 nhánh. 5-1 thì làm vào mắt, 5-2 vào hàm trên và 5-3 vào hàm dưới. Đây là một cái hình ảnh rất là dễ nhìn để cho các em nhìn thấy. À, vậy là răng của chúng ta là có dây thần kinh số 5 đi vào đấy. Đúng không? Nó là dây thần kinh cảm, nó là dây thần kinh hỗn hợp. Nhân cảm giác có nghĩa lớn hơn nhân vận động. Cho nên nó có đau không? Nó có lan không? Rất đau.
nha, rất đau và nó không bao giờ chịu đựng ở một cái răng đấy, nó sẽ lan sang các răng bên cạnh nhưng không phải là triệu chứng lâm sàng của các răng bên cạnh. Các em hiểu chưa? Thế bây giờ mạch máu, cái mạch máu gì nó chui vào đây? Thì hơn ai hết các em đã là bác sĩ y năm, các em đã học qua giải phẫu thì chúng ta phải biết rằng à cái động mạch đấy là động mạch gì chui vào đấy? Nó xuất phát từ động mạch cảnh trong hay động mạch cảnh ngoài? Từ động mạch chủ lên động mạch cảnh trong cảnh ngoài, nó tách ra thành các động mạch hàm, rồi nó chui vào gì? Nó chui vào răng. Hiểu chưa? Nhá, nó chui vào răng qua lỗ abex. Lỗ abex này có to không? Lỗ abex này có to không? Trời ơi, bé xíu mà. Nhá. Ở phía trên thì làm sao? Là một cái khoang kín bưng. Ở phía dưới là một cái lỗ abex bé tí. Dây thần kinh và mạch máu chui qua đấy. Và khi nó bị viêm thì làm sao? Tại sao nó đau như vậy? Áp lực ở trong bùng bì nó rất lớn. Nó là một cái khoang kín bưng. Nha. Nó áp lực của nó trong nó rất lớn. Cho nên làm sao bệnh nhân làm sao? Rất đau. Và có những cái trường hợp mà khi cô mở tủy ra ấy, chỉ cần mở ra thôi, áp lực từ phía dưới sao? Nó ùa lên. Tức là tổ chức mủ, viêm mủ từ dưới nó ùa lên, nó thoát ra, nó thoát khí ra. Bệnh nhân có dễ chịu không? Cực kỳ dễ chịu. Nha. Đó. Như vậy là các em đã hiểu thế nào là cái cấu tạo và cái cấu trúc của răng chưa? Cấu tạo, như vậy cô nhắc lại nha. Cấu tạo gồm có 3 phần. Thân răng, cổ răng và chân răng. Được cắm vào trong huyệt ổ răng. Đây. Đây là huyệt ổ răng. Nhá. Huyệt ổ răng. Và cái huyệt ổ răng này được cắm vào xương hàm. Được chưa? Đó. Đây này, cho các em nhìn thấy cho nó rõ. Cắm vào huyệt ổ răng nằm trong xương hàm. Đây. Gửi các slide liên tục cho các em để cho các em hiểu được. Đó. Như vậy là cấu trúc như vậy, còn cấu tạo của bệnh nhân cấu tạo của răng là men răng, nạc răng và tủy răng. Và xung quanh cái răng này được giữ ở trong huyệt ổ răng là dây chằng quanh răng. Và dây chằng quanh răng này gồm có 4 nhóm dây chằng. Các em sẽ đọc sách nha, cô không nói kỹ từng dây chằng đâu. 4 nhóm dây chằng quanh răng này sẽ giữ răng ở trong huyệt ổ răng. Và chúng ta, răng của chúng ta có hiện tượng lung lay răng sinh lý. Tức là làm sao? Cái dây chằng này nó có khả năng đàn hồi. Cho nên là khi chúng ta đưa răng của chúng ta vào, nó có khả năng nó hơi lung lay nhẹ. Thì người ta gọi đó là gì? Lung lay răng sinh lý. Còn khi nào mà các em có lung lay nhiều thì lúc đấy nó đã là bệnh lý rồi. Và tại sao nó có, tại sao gây ra lung lay như vậy? Nó có hai vấn đề. Một là giãn dây chằng, hai là tiêu xương. Được chưa? Đó, như vậy là cô đã nói cho các em hiểu rồi. Bây giờ cô sẽ cho các em xem một cái video này nha.
Ok. Các em có nghe thấy cái tiếng của video không? Dạ không ạ. Không Không có, không cô có. giáo ạ. Hơi bé. Thì... Hơi bé á. Tiếng như kiểu tiếng mưa nhỏ nhỏ đấy ạ. Ồ thế à. Cô thì lại nghe rõ, không biết vì sao nhỉ? Ok. Như vậy các em đã hiểu về cái cấu tạo và cấu trúc của răng của mình chưa? Các em. Cũng tạm tạm rồi cô ạ. Dạ rồi ạ. Bây giờ chúng ta về cái số lượng chân răng nhé. Không có lục. Chúng ta nói về cái chân răng một chút xíu nha. Đây. Đây là một cái hàm trên này, cho các em nhìn thấy rõ hơn này. Đây là hàm dưới này. Hàm trên ấy, các em có nhìn thấy cái chỗ vị trí của cô chỉ cho các em ấy. Đây là răng ba chân nhá. Các em có nhìn thấy nó có ba cái nhánh hướng lên không? Có Ừ, một còn phía dưới nhá là ra hai chân này. Đó, có hai chân này. Đấy. Như vậy cô tóm lại một câu là đối với hàm trên là có ba chân đối với nhóm răng hàm lớn. Được chưa? Từ răng 6 răng 7 răng 8. Còn răng hai chân ở hàm dưới cũng là từ răng 6 răng 7 răng 8. Và đối với hàm dưới không có răng hai chân, à không có răng ba chân. Chỉ có răng một chân là từ răng 1 cho tới răng 5 là răng một chân. Còn lại là răng 6, răng 7, răng 8 là răng hai chân đối với hàm dưới. Nha. Và hàm trên thì từ răng 1, răng 2, răng vậy các em có thể ghi nhá. Răng 1, răng 2, răng 3 và răng số 4 là răng gì? À và răng số 5 là răng một chân. Răng số 4 hàm trên là răng hai chân. Được chưa? Duy nhất là cái răng số 4 hàm trên mà răng đứng sau cái răng nanh ý, là răng có hai chân. Còn từ 6 7 8 là ba ba chân. Nhá. Đó. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng ấy thì cô gặp rồi nhiều răng ấy cái răng 4 dưới cô đang nhổ răng cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân mà đeo mắc cài mà cô có chỉ định nhổ bốn cái răng 4 ấy, cô cho bệnh nhân đeo mắc cài khoảng 1 tháng ấy. Bệnh nhân mà đến gặp cô ấy, cô nhổ thì nó rơi vào khoảng tầm 30 giây một răng thôi, sau không kể thời gian gây tê nhé, 30 giây cho đến 1 phút, cùng lắm thì đến 1 phút. Nhưng mà cô đã gặp một ca là cô đấy tự tin đến mức độ là cô không cần phải xem phim, cô không cần phải xem phim lại răng 4 dưới nhé. Các em biết không, cô làm đứt hết cả dây chằng quanh răng rồi, cô không thể nhấc cái răng đấy lên nhé. Cô lựa sang trái, cô lựa sang phải, cô lựa vào trong, cô lựa ra ngoài, cô không thể nhấc nổi cái răng đấy lên, mà trong khi đó nó cứ bập bềnh nó bập bềnh. Bởi vì làm sao thì cô đã làm đứt cái dây chằng quanh răng rồi nhé. Hai ba cái động tác của cô xoay một cái thì nó đứt hết cái cảm giác tay ấy. Mà làm đứt cái dây chằng quanh răng thì các cô làm bác sĩ lâm sàng lâu rồi, các cô cũng có cái cảm giác làm sao đứt cái dây chằng quanh răng, cảm nhận của tay là cảm nhận được. Thế tại sao đó, tại sao mà cô không thể lôi được cái răng ấy lên, mà các em biết không, trời ơi vãi cả mồ hôi không lôi được lên à. Sau đó làm sao cắt ra, chia đôi thân ra, đến lúc nhấc được ra hai cái mảnh hai bên, chia chia đôi dọc này, cắt dọc này, sau đó lấy ra cái mấy chân đó, bốn chân nhá. Cho nên là thực tế lâm sàng và lý thuyết là đôi khi nó có sự khác nhau về giải phẫu. Bốn chân nhé, bốn chân đối với răng số 4 hàm dưới nhé. Còn răng 8 ý, thì gặp bốn chân năm chân là chuyện bình thường, được chưa? Đó. Nhưng cái răng mà có ba chân, cái răng có hai chân, răng có một chân, nhưng số lượng của ống tủy răng nó không phụ thuộc vào cái số chân đấy. Đây là hình ảnh 3D sống động nhất để cho các em xem.
Các em đấy, cô tìm một cái hình ảnh 3D này để cho các em nhìn thấy, à trong cái tỉ răng của chúng ta nó như thế đấy. Chứ không phải là như thế này đâu nhá, chứ không phải là đẹp như thế này đâu. Các em có nhìn thấy cái nhánh nó cắt ngang này không? Đấy, đưa ra thế này này, đưa sang bên này này, người ta gọi đó là gì? Ống tủy phụ. Tủy phụ này có lấy được không? Trời ơi, chả lấy được đâu. Nó cắt ngang như thế này làm sao mà lấy được? Nhá. Đây này. À, có những cái chân có 3 ống, có 3 chân nhưng có tới 5 ống tủy. 2 chân có 4 ống tủy. Đó. Nhá. Cho nên ý, đối với cả các chờ cô xíu nhé. Đấy nha. Các em răng 2 chân như 3 ống tủy, răng 3 chân như 4 ống tủy, 5 ống tủy, 6 ống tủy là có hết. Cho nên đối với những bệnh nhân mà bị điều trị tủy ấy, thì cô nói thật là cô không bao giờ điều trị tủy đối với răng hàm mà dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu cô không có nhận bao giờ cả. Rất mất công nhá. Đầu tư máy móc phục vụ rất là nhiều. Đối với những ca nào mà phải điều trị tủy thì bao giờ cũng phải có chỉ định chụp 3 phim. 3 phim X quang thì mới có thể làm được. Nha. Và cái máy mà để điều trị tủy nó có nhiều không? Rất nhiều. Rất nhiều thứ. Có đắt không? Rất đắt. Cho nên là đừng, các ví dụ như chúng ta đi điều trị tủy ở đâu mới bảo là 200-300 nghìn là không có làm được. Nha. 200-300 nghìn là không có làm được. Bởi vì làm sao? Thứ nhất là đầu tư rất là nhiều. Và khi nào để tủy, để lấy được hết cái tủy này ra trong trường hợp mà bị viêm ấy, có dễ không? Không hề dễ. Các em nhìn nè, nhìn vậy thôi nha, đến lúc bước trở tay vào làm, ống tủy là bé xíu à, là bé tí, thì chúng ta phải lấy nó ra. Nếu không sau này sao? Nó sẽ đau trở lại. Nha. Đó. Rồi, cô đã nói qua răng sữa rồi. Như vậy là răng vĩnh viễn, cô nói như vậy là được, hiểu chưa? Còn răng sữa nha. Chúng ta bàn luận với nhau về răng sữa một chút. Cái răng sữa này có một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề hình thành và phát triển của gì? Của khuôn mặt. Hình thành và phát triển của gì? Của xương hàm trên và xương hàm dưới. Nó có vai trò quan trọng trong việc gì? Định hướng cho răng vĩnh viễn. Như vậy là răng sữa quan trọng không? Rất quan trọng. Răng ở đâu thì xương ở đấy. Nhá. Có sự hiện diện của răng thì có sự hiện diện của xương. Còn nếu không mất răng thì xương nó sẽ bị tiêu đi, má sẽ bị hóp lại. Và răng sữa cũng vậy. Răng sữa mà nó tồn tại ở trên miệng của chúng ta từ mấy? Từ 2 tuổi cho tới 13 tuổi nó mới hết răng sữa. Mà các em biết không? Từ cái giai đoạn từ mấy, từ 2 tuổi cho đến 13 tuổi là cái giai đoạn mà chưa hề có ý thức trong vấn đề là chúng ta cần phải đẹp. Chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng tốt. Nhá. Có hay chăng lúc ấy chúng ta bị ép đi làm răng, chúng ta bị ép đi để chỉnh răng hoàn toàn là theo ý của bố mẹ. Nhưng hiện nay cô đang chỉnh cho một đối tượng tốt mà tuổi sau 20 tuổi rất nhiều, bởi vì lúc đấy chúng ta đã có ý thức về vấn đề nào nhỉ? Nhá. Đó. Như vậy là răng sữa có vai trò quan trọng không? Rất quan trọng. Nó hình thành cho gì? Nó hình thành cho sự định hướng của răng vĩnh viễn mọc. Nhá. Răng sữa đây. Các em biết không? Răng sữa thì làm sao? Thân răng thì ngắn. Tất cả mọi thứ đều ngắn. Nó nhỏ. Thì làm sao nó khuôn mặt? Tại sao các em bảo là trời ơi sao hồi bé răng đẹp thế, mặt xinh thế mà lớn lên thì trông nó khác? À, nó thay đổi cả kích thước tầng mặt dưới của bệnh nhân. Nhá. Bởi vì
nó có sự thay đổi về về làm sao, về kích thước dọc của răng sữa và thay đổi kích thước dọc của răng vĩnh viễn, thì nó làm cho khuôn mặt của chúng ta sao thay đổi. Tại sao mặt hồi bé thì ngắn mà tự nhiên lớn lên mặt cứ dài luôn ra, đúng không? Sau ai đó mà có thói quen xấu nữa thì cái cằm cứ trượt ra. Ai đó mà có thói quen hồi bé mà cắn móng tay hoặc thở miệng hoặc là rất nhiều thứ thì làm sao? Cứ bổng chìa ra. Rồi là làm sao nữa? Rồi là gì? Khớp cắn hở. Đúng không? Xong là ai đó hồi bé chúng ta không quan tâm chăm sóc răng sữa, không nhổ răng sữa đúng thời hạn, hoặc đúng tuổi của răng sữa phải nhổ như thế nào thì các em không nhổ. Cái răng số 5 sữa nha. Răng 5 sữa là có từ răng 1 cho đến răng 5 thôi. Và cái răng 5 sữa này các em biết đến tuổi thứ mấy mới mọc không? 13 tuổi mới mọc. Nhá. 12 đến 13 tuổi mới mọc răng vĩnh viễn để thay vị trí cho răng 5 sữa. Trời ơi! Với một cái giai đoạn mà chúng ta ăn nhai rất là thoải mái, chúng ta thích gì chúng ta ăn, chúng ta chưa có ý thức để làm đẹp. Chúng ta chưa có ý thức để vệ sinh răng miệng. Và chúng ta đã hành hạ cái răng 5 sữa này suốt từ lúc nó 2 tuổi cho đến năm 13 tuổi. Vậy phải là sự can đảm lắm, phải là sự quyết tâm và cố gắng lắm của phía con cái và gia đình giữ được cái răng số 5 này. Nhá. Mà cái răng số 6 ấy, bởi vì răng sữa là có từ răng số 1 cho tới răng số 5. Vậy thì cái răng 6 vĩnh viễn mà vừa cô bảo với các em là răng to nhất, có vai trò quan trọng nhất, nó là chìa khóa của khớp cắn. Thế mọc lúc nào? Nó mọc lúc nó 6 tuổi. Tương ứng với 6, nó là răng số 6, nó mọc lúc 6 tuổi. Nó lúc bước vào năm thứ nhất của gì? Của lớp 1. Nhá. Trời ơi, nó mọc từ lúc đấy à. Nó là răng vĩnh viễn rồi, nó không có thay nữa. Cũng phải quyết tâm lắm mới giữ được cái răng đó. Nhá. Còn răng sữa ấy, thì răng 5 mà cô gặp nhiều rồi. Tại sao các em mọc lệch lạc? Tại sao mọc gọi là vô cùng cái nọ trùng lên cái kia? Và thông thường những cái bệnh nhân nào của cô đến ấy, mà hai răng số 5 ấy, nó đổ vào cái mặt trong hàm ếch ấy, hoặc là đổ vào trong sàn miệng ấy, thì các em nhìn mà xem. Cung hàm bé tí mà. Bởi vì nó đâu có xương để nó mọc. Nó đâu có răng để nó kích thích cho cái sự phát triển và hình thành xương. Nhá. Và tại sao nó mọc lệch nạc? Nó mọc lệch nạc là bởi vì ví dụ như cái răng 5 sữa đến 12 tuổi nó mới thay. Thì trời ơi là trời, nó đến 7 tuổi nó đâu mất rồi. 8 tuổi đâu mất rồi. Bố mẹ thấy nó có vấn đề sâu hoặc là nó đau nhổ luôn. Không có biện pháp dự phòng. Nhổ vào đấy làm sao? Thì cái răng 6 vĩnh viễn bên cạnh cái răng 5 nó sẽ vô tình nhé. Nó rất là thoải mái, nó không có sự chèn ép gì của những cái răng bên cạnh cả. Lúc cái răng 7 chưa có, răng 5 thì mất rồi. À, ta thích trôi dạt từ phía răng 5. Thì ngay lập tức cái vị trí của răng 5 gì? Răng 5 sữa được thay thế vị trí của răng 5 6 vĩnh viễn. Nha. Và răng khi mà đến tuổi mọc cái răng vĩnh viễn, răng số 5 vĩnh viễn ấy, mọc lên thì trời ơi, ta không có chỗ ta mọc nữa rồi. Nhưng ta phải mọc, vì đấy là chức năng của ta. Đấy là cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải lên, thì chúng ta được phép lên và được phép hiện diện trên cung hàm. Thế tại sao chúng ta không lên và tìm cách để lên? Và khi tìm cách để lên thì lại bị kẹt cái răng 6 ở phía trên. Thì nó sẽ làm sao? Nó đổ vào sàn miệng, nó sẽ đổ vào hàm ếch. À, ta hiện diện, ta đã lên đấy, ta đã hãnh diện ở trên miệng, nhưng chúng ta không đúng vị trí. Yeah. Và tại vị trí đấy thì lập tức không có xương. Và lập tức làm cho cung hàm hẹp đi. Và lập tức làm cho cái khuôn mặt của người, của bạn ấy thay đổi. Nhá. Như vậy là răng sữa có vai trò quan trọng không? Rất quan trọng. Nếu mất răng 5 rồi thì phải nhanh chóng làm một cái hàm giữ khoảng cho cái răng 5 lên. Nhá. Còn bố mẹ mà làm mà không để ý, không có kiến thức, không biết gì thì nhổ răng 5 đi. Con nó đau à? Nhổ đi, đúng không? Xong rồi, thôi, hết, ta không quan tâm gì nữa. Thế là bắt đầu một dàn cảnh bắt đầu tiếp theo sẽ mọc lên. Và bản thân khuôn mặt sẽ thay đổi nhiều.
nhá. Hiện nay cô đang chỉnh cho đấy bạn như vậy luôn. Đến cô phải chỉ định nhổ hai cái răng năm đấy đi. Được chưa? Không thể có khoảng để mà đưa các bạn về mà. Đó. Nhổ rất nhiều. Có rất nhiều ca đến nhổ 8 răng. Em thưa cô cho em hỏi chị ạ. Răng sữa mà thưa, răng sữa mà thưa ấy, thì khi mà mọc mà răng vĩnh viễn thì có bị thưa như thế không cô? Không em nhé. Vâng. Duy nhất cái răng sữa ấy, cái răng năm sữa, cô nhắc lại nhé, răng năm sữa to hơn răng năm vĩnh viễn. Người ta gọi đó là khoảng leeway, là cái khoảng sót lại cuối cùng để cho chúng ta làm sao chờ đợi. Là nếu như răng cũng khớp khỉnh thì à cái khoảng leeway đấy là cái khoảng mà để cho chúng ta làm sao dàn đều ra nó được nha. Còn ý thưa răng cửa nó có nhiều nguyên nhân em ơi. Ví dụ cái phanh môi đám thấp đấy, các em có nhìn thấy cái phanh môi này không lúc cô chỉ nè? Đây có ạ. Ở giữa hôm qua cô vừa gặp một bạn ấy sinh năm 2000 á. Bạn ấy cái răng, hai răng cửa của bạn ấy hai hướng tách ra. Rất xinh. Nha. Yeah. Cô bảo cô khám này, cô nhìn cái ngay cái phanh môi bám thấp tí và bò cả vào sàn miệng ở phía trong ấy. À quên, xin lỗi các em. Nó bò cả vào cái hàm ếch ở phía trong ấy. Cô đã từng cắt phanh môi bằng máy laser nha. Phải làm sao bóc cái tách tất cả các xơ để bóc sát xương luôn để không cho hiện tượng tái phát nữa. Nha. Yeah. Và cắt phanh môi, bóc sâu phanh môi, sát xương, sau đó làm sao? Một tháng sau là nó liền, nhưng cái khả năng tái phát là không có nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta cắt phanh môi, chúng ta thì cắt hờ hứng ở đây mà chúng ta cũng bóc cái lớp sơ này á, thì sớm hay muộn thì nó lại trở về cái phanh môi ban đầu. Nhá. Cho nên là thưa ấy, có nhiều nguyên nhân. Chúng ta phải tìm hiểu xem có phanh môi bám thấp này hay không. Nhá. Chưa? Như vậy là các em đã nắm được cái vai trò giải phẫu của răng sữa chưa? Hiểu chưa? Chả thế ai trả lời cô khi đi đâu hết rồi. Rồi. Dạ. Em với cô cho em hỏi tí ạ. Ừ. Đối với trẻ mà bị sâu răng ấy, xong rồi đi triệt tủy rồi hàn răng, thì khi mà thay răng ấy thì những cái răng mà đã triệt tủy rồi thì nó giòn, nó hay bị vỡ ấy cô. Thì cái răng mới nó mọc lại thì nó cứ thế mọc đội lên luôn, thì cái phần mà hàn ấy thì khó lấy ra, thì có phải nhất thiết phải lấy ra không cô? Thì nữa sẽ bài sâu răng cô sẽ nói cho. Dạ vâng ạ. Nói cô có bài sâu răng rất hay. Vâng. Cô sẽ cho các em biết thế nào là sâu răng nhá. Như vậy là sao? Như vậy các em chỉ cần nắm răng sữa có 10, có 20 răng, từ răng số 1 tới răng số 5 một cung. Răng vĩnh viễn thì có 32 răng, từ răng 1 đến răng 8 một cung. Nhưng răng 8 nó không có mọc ngay lúc 13 tuổi, mà 18 đến 25 tuổi nó mới mọc. Được chưa? Và răng sữa có vai trò quan trọng, rất quan trọng. Răng vĩnh viễn có vai trò quan trọng không? Trời ơi, rất quan trọng. Nhá. Đến khi nào mà ví dụ ai cái nhóm này, cái nhóm nào ấy, mà được nhóm nào mà cô giảng ở bệnh viện Sanh Pôn ấy, cô đi theo cô hướng dẫn các em ở Sanh Pôn nhá, thì cô sẽ cho các em xem tất cả những cái video mà các em thấy hậu quả của cái việc mất răng sữa và hậu quả của cái việc mất răng vĩnh viễn nó như thế nào. Đó là về phần lâm sàng rồi nhá. Cô chỉ tổng hợp lại cho các em biết là răng sữa là có vai trò quan trọng như thế. Và tại sao khuôn mặt của chúng ta hồi bé lại như vậy mà hồi lớn nó lại khác? Đúng không? Răng sữa thì lại đẹp, răng vĩnh viễn thì lại xấu. Đây, nha, đây bạn, gọi phụ huynh. Bác Thanh ơi, bác xem hộ em, con em, hai cái răng nó xoay, có những cái răng, hai răng cửa xoay đúng 90 độ và hai cái bề mặt ngoài của thân răng cũng vào nhau như này. Nhá. Bây giờ bác làm thế nào thì làm, chứ không thì sau này chết thì xấu lắm. Bây giờ cái thời đại này nó phải đòi hỏi về sự thẩm mỹ rất là nhiều. Đúng không? Nhá. Thế cho nên là giải phẫu về răng
cô đã nói qua được cho các em biết là như vậy. Răng sữa 20 răng, trong vĩnh viễn 32 răng. Đặc biệt là răng số 8 sẽ mọc ở cái thời điểm là gì? 18 đến 25 tuổi. Nhá. Cái sự tác hại của cái răng 8 mọc lệch sẽ như thế nào thì ở phần lâm sàng cô sẽ giảng tất. Và cái răng sữa ấy thì có cái cấu tạo của nó hơi khác răng vĩnh viễn, đó là nó rất mềm nhá. Cái men răng của cái răng sữa ấy là cũng 50% nước, 50% 50% vô cơ, 50% hữu cơ và nước, cho nên nó rất là mềm. Và cái gì gây ra cái hiện tượng sâu răng ở trên miệng của các em ấy, trời ơi sâu lắm, sâu nhiều lắm, mà cao răng thì nhiều vô cùng nhá. Được chưa? Cô cho em hỏi vậy ạ. Có cái trường hợp nó bị cái răng vĩnh viễn nó mới lên của ở răng số 2 thì nó bị gãy, thì bây giờ cái răng nó không mọc được và cái xương có ảnh hưởng gì không cô nhỉ? Thì đương nhiên rồi, nó là răng vĩnh viễn thì nó đâu có mọc em. Thì cái xương ở dưới có ảnh hưởng gì không? Nó bị tiêu xương em. Nếu mà em mất hết cái răng số 5 đi thì nó sẽ bị tiêu xương, như cô vừa nói rồi đó. Cái răng số 2. Răng số 2. Răng số 2 là răng cửa ấy hả? Răng cạnh cái răng cửa số 1 đấy ạ, răng cửa hàm trên hay cửa răng cửa hàm dưới thì khi mà các em mất răng đi, nó là vùng răng thẩm mỹ mà các em phải làm lại ngay chứ. Đúng không? Nhưng mà cái răng bên cạnh vẫn đang mọc cũng chưa đủ ạ. Tức là khi mà nó gãy là nó cái răng bên cạnh nó vẫn còn bé đang chưa đủ lên, thì bây giờ làm cũng làm cùng một đơn được không? Tức là bạn ấy bao nhiêu tuổi? Tức là 8 tuổi ạ, bị mới mọc cái răng gãy cũng chưa mọc, chưa lên đủ ấy, vẫn chưa lên hết ấy, vẫn đang lên. Bây giờ thế này nhá, nghĩa là cái răng 2 của bạn ấy đã có rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà bạn ấy nghịch hay bạn ấy nằm cái gì đấy nó gây ra gãy khoảng độ 2/3 cái thân răng đúng không? Gãy mất luôn, gãy bật luôn cả chân. À bật luôn cả chân, trời ơi. Vậy thì... 8 tuổi chưa có chỉ định cấy implant. Cái đấy phải làm một cái hàm giữ khoảng em nhé. À thế ạ. Ừ. Mà sau này là phải ghép xương đó. Chắc chắn rồi. Vậy ạ. Ừ, phải ghép xương đấy. Không thì sau này ấy, nó là răng cửa trên hay răng cửa dưới? Răng cửa dưới ạ. Ôi trời, may quá nhá. May quá là răng cửa dưới thì có thể làm sao? Coi như là thiếu một răng. Em hiểu chưa? Và cái răng số 3 ấy, nó sẽ trôi về vị trí của răng số 2. Vâng. Thì bên bác sĩ răng hàm mặt sẽ tạo hình cái răng số 3 này thành răng số 2. À. Nhá, còn nếu mà là răng cửa trên thì nó hơi xấu. À. Đường giữa nó sẽ không chuẩn được. Tức là bây giờ năm nay bạn ấy 10 tuổi rồi. Thì cái hai cái răng đấy nó giờ nó hở, cũng hở bé lắm, cũng nó không hở nhiều, nhưng vẫn hở rộng. Nhưng mà không hở nhiều. Thì bây giờ cứ cậy nguyên như hay là phải đi xử lý của nhỉ? 10 tuổi cũng chưa cấy được implant, phải 18 tuổi mới cấy được implant. Thì nếu như cái răng số 2 nó là răng cửa em ạ. Vâng. Cô đã từng gặp nhiều bệnh nhân bị mất răng 2 như em á. Sau đó là không xử lý gì, răng 3 nó trôi về vị trí của răng 2. Vâng. Thì tự nhiên ấy, cái đường giữa hàm trên này nó bị lệch. Vâng. Nó sẽ bị lệch về phía bên mất răng. Còn với xương thì còn đúng. Xương thì không được gì ạ? Xương thì không. Xương thì lúc đấy là được kích thích bởi răng số 3 nó mọc về. Còn sau này mà muốn giữ cái khoảng của răng số 2 đấy thì lại phải mở khoảng ra. Sau đó lại ghép xương em nhá, chắc chắn rồi, phải ghép xương đấy. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Chưa? Nha, đấy là răng sữa đây. Tuổi mọc răng các thứ này cô có hết rồi. Và các em đây, sự giống và khác nhau giữa răng sữa và răng vĩnh viễn. Đấy, các em thấy chưa? Đó. Cho xem thêm một cái video về cái tủy răng, cấu trúc răng cho nó nhớ luôn.
Đó. Nha. Ok, như vậy là bài này các em có cần hỏi gì được không? Đây, cô cho các em xem phim. Đây là cái phim Panorama hay còn gọi là phim toàn cảnh. Phim này sẽ có 365 mốc giải phẫu mà cần phân tích trên phim Panorama này. Và đây là một cái phim toàn cảnh để cho các em xem. Đây là giai đoạn răng hỗn hợp hay còn gọi là giai đoạn vịt con xấu xí. Tức là vừa có gì? Vừa có răng sữa và vừa có răng vĩnh viễn. Và đây là các mầm răng vĩnh viễn ở phía dưới. Các em nhìn thấy không? Nhá. Đấy. Còn đây là răng vĩnh viễn mọc rồi nè. Đây là răng vĩnh viễn mọc rồi. Hai răng cửa vĩnh viễn mọc rồi. Răng một, răng hai mọc rồi. À, sorry các em, hai răng cửa mọc rồi nhưng hai răng số 2 chưa mọc nha. Đây, mầm răng đây, răng số 3. Trời ơi, nó ít ở đây nè. Yeah. Đấy, các em được nhìn thấy chưa? Đây là một cái phim rất rất là rõ để cho các em nhìn thấy đâu là mầm răng vĩnh viễn, đâu là gì, đâu là răng sữa. Nhá, yeah. Đây này, răng 6 đây này, răng 6 mọc rồi đây này. Răng 7 đây này, chưa thấy mầm răng 8 đâu, đúng không? Đây này, răng 5 này nó ít ở dưới này này. Răng 4 này, răng 3 này. Đấy. Được chưa? Đây, đây là khớp cắn ngược trong trường hợp gì? À, trẻ em bị móm đấy, bị móm sớm đấy. Tức là cứ có một cái thói quen là đưa cằm ra ngoài. Hoặc là do bố hoặc mẹ, hoặc là do bố hoặc mẹ bị khớp cắn ngược và là có yếu tố di truyền nhá. Đây mà. Thói quen xấu ra ấy, mà gia đình ấy mà có con bị khớp cắn ngược rất là nặng ấy thì phải xem lại nha, xem bố có bị không, mẹ có bị không, còn nếu bố và mẹ không bị mà con bị thì cũng phải xem lại, hỏi mẹ ấy nhá. Chưa, như vậy là bài này các em có hỏi gì nữa không? Không ạ. Ừ, bài giải phóng về răng này là các em đã hiểu chưa? Cô giảng thế thì chắc chắn là sẽ phải lưu lại trong đầu một chút cho các em nhá. Đó. Thế các em muốn nghỉ luôn hay là cô giảng tiếp bài tiếp theo? Bài tiếp giảng luôn cô. Cô giảng luôn đi ạ. Cô cho các em xem một cái video răng bay ra khỏi miệng nhá. Đó. Nhá. Các em phải cố gắng chăm sóc răng miệng thật tốt, đừng để mất hết răng như bà cụ rất cái hàm răng tháo lắp toàn bộ, tức là không còn cái răng nào nữa, và bà cụ đang đeo một cái răng toàn bộ đó là răng giả. Nhá. Rất là khó chịu, đúng không? Nhưng mà cụ 102 tuổi rồi cô ạ. trước đây thôi các em ạ, trước đây cô cũng làm nhiều các cái hàm này lắm. Năm 2006-2007 làm nhiều lắm, bây giờ không có làm nữa nhá. Bây giờ cái công nghệ của cái sự phát triển hàng như bản thân như cô á, gần như là cô phải đăng ký học hoài à,
học hoài những cái khóa nâng cao nhỏ lẻ của các bác sĩ trên thế giới, rồi là của Việt Nam, mà cứ thấy webinar tổ chức liên tục, nhất là trong cái đợt dịch này ấy, thì đi học học đi học mà on thì rất là nhiều nhá. Thì răng cũng rất là phát triển về công nghệ, cho nên là cái hàm khó lắp toàn bộ như của bà là gần như là không có làm nữa. Tiếp theo các em sẽ được học bài thứ hai, đó là bài sâu răng. Thì hôm nay học xong cái bài sâu răng ấy thì các em có thể đủ tự tin để về nha. Ví dụ như là sắp Tết rồi đúng không, các em sẽ về, các em sẽ gọi các bạn em của mình, con của mình ra để giải thích cơ chế bệnh sinh gây ra sâu răng nha, cho các con biết để lần sau không có ăn bánh ăn kẹo nữa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có bốn mục tiêu. Các em phải hiểu được thế nào là nguyên nhân gây ra sâu răng, tức là chúng ta phải nắm được thế nào là cơ chế bệnh sinh. Thứ hai là chúng ta sẽ trình bày các cái lâm sàng về sâu răng, phân loại đó, và các biến chứng của nó, và tiếp theo nữa là hướng điều trị và dự phòng sâu răng. Trước đây những cái năm trước ấy, mà cái mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok nó không phát triển nhiều như bây giờ, thì cái vấn đề mà đi tuyên truyền cho người dân biết là cái vai trò quan trọng của cái bệnh sâu răng, nó giữ một cái vai trò quan trọng như thế nào, và bản thân như các cô này phải đi khám sức khỏe rất là nhiều, đến những cái cơ sở trường học như là tiểu học này, cấp 1, cấp 2 gì đấy để tuyên truyền về bệnh học về sâu răng nhé, và lấy mẫu nghiên cứu và nhấn mạnh cho họ biết là cái sâu răng nó có vai trò quan, nó ảnh hưởng, nó gây ra biến chứng nghiêm trọng như thế nào tới khuôn mặt, tới chức năng của răng. Như vậy là nó cũng rất là quan trọng, nên cái dịch tễ học ấy người ta phải đánh vào các cái vùng, các cái trường học và các độ tuổi khác nhau đó. Cái tiếp theo đó là định nghĩa về sâu răng. Sâu răng là gì? Sâu răng là một bệnh tổ chức cứng của răng. Tổ chức cứng của răng ở đây là gì? Men răng và ngà răng và xi men. Xi men là gì? Là cái giải phẫu của cô có nhắc ơi, các em có không biết đâu. Xi men là phía chân răng ấy nha. Được chưa? Như vậy sâu răng là một bệnh tổ chức cứng của răng, nó gồm có men răng và ngà răng, và xi men là phía chân răng. Nó làm tiêu dần các tổ chức vô cơ và hữu cơ. Như vừa cô đã nói rồi, men răng gồm có bao nhiêu thành phần vô cơ, hữu cơ. Ngà răng có bao nhiêu thành phần vô cơ và hữu cơ, thì nó sẽ phá hủy cái tổ chức đấy đi để nó hình thành lên cái lỗ sâu nhá. Như vậy là chúng ta hiểu rằng nó sẽ làm cái sâu răng này, nó sẽ phá hủy hay nó hủy hoại cái cấu trúc mô cứng của răng, thì đấy là định nghĩa của sâu răng. Được chưa? Các em nên nhớ nha, cái định nghĩa của sâu răng rất rõ ràng, nó tấn công vào cái tổ chức cứng của răng thôi, chứ nó không tấn công vào tổ chức mềm của răng. Nguyên nhân thì gồm có nguyên nhân đây, nguyên nhân tại chỗ. Chúng ta đã biết rằng bây giờ cô sẽ cho các em biết là tại sao trong miệng của chúng ta lại có nhiều cao răng nhá. Và vi khuẩn của chúng ta trong miệng gồm có hai dòng vi khuẩn, tức là có hai loại vi khuẩn. Một là loại vi khuẩn có hại và hai là vi khuẩn có lợi. Thế cái vi khuẩn nào gây ra có hại cho chúng ta, đó là vi khuẩn Streptococcus mutans nhá. Nó hữu hiện ở trên miệng của chúng ta. Nó hữu hiện như thế nào? Và khi chúng ta ăn ấy, khi chúng ta ăn hàng ngày này, chúng ta ăn thức ăn này, thì cái bữa thức ăn ấy, nó sẽ nóng đọng lại ở các bề mặt của răng, đặc biệt là các mặt nhai nhá. Đặc biệt là các mặt nhai. Tại sao lại đặc biệt là các mặt nhai? Các em nhìn này, mặt nhai của cái răng mà cô đang chỉ đây này, nó có hố rãnh nha, có con múi nha, chứ nó không phải là nó bằng phẳng như thế này. Nếu nó bằng phẳng như thế này thì khi chúng ta nhai ý, thì cái sự nóng đọng của nó là không có. Kết hợp với cả dòng chảy nước bọt quanh răng nữa, nó sẽ làm sạch cái bề mặt của răng. Nhưng giải phẫu thì nó lại không cho như vậy. Nó lại cho làm sao? Có hố rãnh vàng hoàng, có các múi răng. Nhưng như vậy là chúng ta làm sao? Chúng ta không vệ sinh răng miệng thì rất rất dễ dàng gì sâu răng. Sau khi chúng ta ăn 2 tiếng đồng hồ thì các bữa thức ăn nó sẽ nóng đọng lại ở các bề mặt của răng. Và chỉ sau 2 tiếng thôi, vi khuẩn đã bắt đầu hoạt động. Vi khuẩn gây bệnh sẽ bắt đầu hoạt động ở đây. Và cùng với cả dòng chảy nước bọt quanh răng, cùng với sự vệ sinh răng miệng của chúng ta kém, thì nó sẽ hình thành cao răng sau 14
14 đến 21 ngày sau, nó sẽ hình thành cái tổ chức cao răng mềm mềm. Sau đó qua các cái ngày tháng, 5 tháng, 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta không lấy cao răng, thì ngay lập tức gì làm sao? Chúng ta sẽ hình thành cái cao răng ở trong miệng như thế này đây. Nhá. Đó. Các em cứ thử há miệng ra mà xem. Trong miệng của chúng ta có cao răng không? Rất nhiều. Nhá. Trời ơi, cô đã từng gặp mà học trò của trường mình nè, đến cô trước khi làm thì cô cho một bài ca mùa đông nha. Thứ nhất là con gái, trời ơi, 4 cái răng số 6 hỏng hết, mà cô đã bảo răng số 6 đấy là răng gì, răng là chìa khóa của khớp cắn. Cao răng ấy, nó bám đủ 5 mặt răng. Chứ nó không phải chỉ có ở mặt trong của hàm dưới này đâu nha. Mà các em biết không? Một mảng cao răng bằng 10 nhân mũ 12 vi khuẩn. Một mảng nhỏ bằng 10 nhân bằng 2 nhân 10 mũ 12 vi khuẩn. Thì các em tưởng tượng rằng nó nhiều đến như thế nào? Trời ơi, nhiều lắm. Đúng không? Và cái cao răng này làm sao? Ở đây nó có hai dòng, có hai loại cao răng. Cái cao răng mà cô cho các em nhìn thấy đấy là cao răng nước bọt, nó có màu vàng. Nha. Còn cái cao răng ấy mà nó rút sâu xuống dưới cái túi lợi ấy, xuống dưới lợi này này, thì đó là cao răng gì? Huyết thanh. Như vậy có hai loại cao răng nước bọt và cao răng huyết thanh. Cao răng huyết thanh là các em không nhìn thấy, còn cao răng nước bọt là các em có nhìn thấy. Nha. Và tại sao lại gây viêm lợi khủng khiếp như vậy, và tại sao có những cái trường hợp mà viêm lợi rất là nặng mà không điều trị khỏi, hay là ngày xưa có biện pháp là bôi cái metrogin delta, cho một cái tip metrogin delta vào, bôi đi, xong rồi khoảng 2 phút sau có tăng tiết nước bọt nó chui hết đi, nên nó thẩm thấu đâu vào cái lợi. Hoặc là cho các em sản xuất ra một cái máng, xong là bơm cái metrogin delta vào đấy, xong rồi ngậm lên trong miệng một ngày 2-3 lần, trời ơi, nó đâu có hết viêm lợi. Nhá. Học trò của cô này, đến với cô. Thế làm sao các em biết không? Các bạn ấy viêm lợi đến mức độ mà chả làm gì, chả nói gì, chả sao cả, tự nhiên máu nó chảy. Như vậy nên là lợi nó có viêm không? Viêm có nặng không? Quá nặng. Nguyên nhân là sao gây viêm lợi? Sao cao răng? Tất cả từ cái cao răng này mà ra. Trong miệng của chúng ta có rất nhiều loại vi khuẩn. Một bên là đại diện cho vi khuẩn lợi, một bên là đại diện cho vi khuẩn có hại. Vậy thì chúng ta phải tiêu diệt nó. Nhá, chúng ta biết nó rồi, nó cư trú ở đâu? Nó cư trú ở các mảng cao răng. Lợi có viêm không? Viêm, động vào máu chảy cú thua ra. Đây còn chưa động vào á, bạn ấy mới gặp mà các bạn lễ tân ở phía dưới ấy, dưới tầng 1 ấy, thì các bạn ấy bảo là tưởng là son, đánh son và nó bị dây vào răng. Nhưng cô nhìn thì cô biết không phải son, mà đấy là làm sao? Máu nó chảy. Nhá. Sau đó thế nào? Khám. Cô khám xong. Nhá. Cô có chỉ định gây tê. Gây tê toàn bộ hai hàm, mất cảm giác luôn. Đúng không? Lấy cao răng rút sâu xuống túi lợi ở phía dưới để lấy toàn bộ cái cao răng huyết thanh ra. Kết hợp với gì? Điều trị tấn công toàn thân bằng uống thuốc. Thuốc đấy là thuốc gì? Thuốc đấy là nhâm. Thuốc đấy là loại kháng sinh tiêu khuẩn, tiêu diệt cái gì? Tiêu diệt vi khuẩn kỵ khí. Đại diện cho kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn kỵ khí đấy là kháng sinh gì? 5 imidazole. À, 5 metronidazole. Được chưa? Nhá. Và nước súc miệng kèm theo. Nước súc miệng kèm theo đấy là thành phần có chlorhexidine 0,12%. Bạn ấy một tuần sau đến gặp là hết luôn. Đây một đơn kháng sinh. Tại chỗ thì làm sao? Lấy cao răng. Cắt đứt toàn bộ cảm giác trong miệng. Lấy đầu cao răng siêu âm rút sâu xuống dưới túi lợi. Đấy, bằng sạch tất cả các cao răng huyết thanh lên. Nhá. Chứ không phải là đi ra phòng khám mà chúng ta cho vào cái đầu cao răng này, chúng ta rung 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 lên cho các cao răng huyết thanh để bay hết ra.
À, cao răng nước bọt thì anh ra, còn cao răng huyết thanh ở bên trong, ở dưới túi nội chúng ta không động đến nó, bởi vì làm sao, chúng ta không gây tê thì chúng ta không thể rút sâu được xuống đấy, thì làm sao mà bệnh nhân có thể khỏi được, đúng không? Trong những trường hợp nặng thì chúng ta phải cho tấn công toàn thân nữa chứ, nặng hơn nữa chúng ta phải cho ngậm cái dung dịch có chlorhexidine 0,12% chứ. Và kháng sinh chúng ta đặt kê thì chúng ta phải hiểu rằng là à, trong bệnh của chúng ta là vi khuẩn kỵ khí, vậy chúng ta thuộc dòng nhóm kháng sinh gì để tiêu diệt nó nha. Như vậy là cao răng không phải là đơn giản, nó là mầm mống tất cả các bệnh lý ở trong miệng của chúng ta, được chưa? Đấy là tại chỗ. Cái tiếp theo nữa, cái thực phẩm nó có gây ra sâu răng không? Có. Và cơ chế bệnh sinh của nó là gì? Cơ chế bệnh sinh là khi chúng ta ăn thức ăn có nhiều đường nha. Tại sao bây giờ người ta cứ bảo thôi đừng ăn ngọt nữa em ơi đừng ăn ngọt nữa, sâu răng đấy các con, sâu răng đấy các em. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu là khi chúng ta ăn thức ăn nhiều đường thì cái vi khuẩn trong miệng của chúng ta sẽ chuyển hóa cái đường đó thành acid lactic và làm cho cái pH của môi trường miệng hạ thấp xuống dưới 5. Nó sẽ làm cho quá trình hủy khoáng lớn hơn quá trình gì? Tạo khoáng. Nhá. Nó sẽ làm cho quá trình hủy khoáng lớn hơn quá trình tạo khoáng. Làm mất cân bằng quá trình gì? Tạo khoáng. Thì gây ra hình thành lỗ sâu. Như vậy là các em đã hiểu thế nào về cơ chế gây sâu răng chưa? Tóm lại trong là chúng ta ăn thức ăn có nhiều đường, vi khuẩn nào cũng chờ trực chúng ta ở trong miệng. À, hôm nay chủ nhân của chúng ta ăn thức ăn có rất là nhiều đường. Nó là một món ăn khoái khẩu của ta. Ta phải nhanh chóng chuyển hóa nó thành acid lactic, làm cho toàn bộ cái hệ thống miệng của chúng ta, môi trường miệng của chúng ta hạ xuống dưới 5, làm cho chuyển thành môi trường acid. Nhá. Khi môi trường acid đấy nó làm cho quá trình hủy khoáng lớn hơn quá trình tạo khoáng thì hình thành ra những cái lỗ sâu trên răng của các em. Các em hiểu chưa? Đây. Sâu mặt nhai có nhiều không? Rất nhiều. Đấy, toàn sâu mặt nhai à. Đây răng sữa. Nhá. Trời ơi, dễ lắm. Ăn thì ăn nhiều, vệ sinh răng miệng thì kém. Nhá. Thì nó môi trường nó hạ thấp, cao răng thì đầy miệng, bựa thức ăn thì đầy ra. Cô vừa rồi có bạn cô ấy, đưa hai đứa con xuống. Nhá. Bạn mới có 9 tuổi đến 10 tuổi gì đấy. Tức là 9 10 tuổi, bạn ấy đã có đủ răng sữa à, đủ răng vĩnh viễn. Nhưng các em biết không? Cái găng tay mà cô đeo ấy để cô khám ấy, nó còn dính cả những cái bựa thức ăn màu vàng nó dính vào găng tay của cô, cô cũng không hiểu đó là cái gì luôn. Nó cứ như là những cái kiểu như là như là thuốc lào đen đen à quên nó vàng vàng như thế. Mà cuối cùng các em biết không? Cô phải bảo y tá làm sao lấy cao răng thật sạch sẽ, đánh bóng lên. Thì bố bạn ấy không thể tưởng tượng được là tại sao răng con mình nó bản chất nó trắng cơ mà. Như vậy là cái quá trình đánh răng này, cái quá trình vệ sinh răng miệng nó ý thức nó rất là kém. Rồi sau này nó hủy khoáng hết các em, nó không tái khoáng được đâu. Sau là hỏng hết, răng hủy khoáng hết luôn. Nha. Đây, xem một bài về cái... Tóm lại cô hỏi các em là các em đã hiểu về cái cơ chế bệnh sinh của sâu răng chưa? Rồi cô ạ. Rồi ạ. Nhá, do chế độ ăn của chúng ta, do ý thức vệ sinh răng miệng kém. Và các em phải hiểu thế nào là hình thành cao răng luôn. Cao răng có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình hủy diệt tất cả những cái chức năng tốt của miệng của chúng ta. Nhá. Xem một cái video này mình thấy.
Các em nhìn thấy không, lấy cao răng ra xong là lợi bị tụt nè, tụt lợi này, lợi nó viêm nó đỏ hết chảy máu chưa? Đó. Nó mình có ai có nhiều cao răng như thế này không? Ừ? Không ạ. Đừng để như thế này nhá. Hơn nữa đi lấy cao răng này á, chỉ khoảng 30 phút là xong hết. Mà từ 3 đến 6 tháng nữa các em phải đi lấy cao răng một lần rồi. 2 tiếng sau ăn ấy thì vi khuẩn đã bắt đầu hoạt động mà. Mà chúng ta cứ để tồn tại nhiều cái cao răng ở trên miệng như thế này thì miệng có hôi không? Rất hôi. Nhá. Và khi có nhiều cao răng như thế này nó sẽ gây ra hiện viêm nha chu rất nặng nề. Và nó sẽ chảy máu tụt nếu các kiểu. Đó. Đấy là nguyên nhân, một trong những cái nguyên nhân gây ra sâu răng. Đó là do thực phẩm. Nguyên nhân tại chỗ là do gì? Cao răng. Và một cái nguyên nhân nữa rất quan trọng đó là do mọc răng, do hướng mọc răng. Đây. Đây là bệnh nhân của cô nhá. Bệnh nhân là đến trong cái tâm thế là cũng rất là xinh, mặt rất là xinh các em nhá. Nhưng mà đến lúc khám ấy thì trời ơi cao răng đây, bởi vì các bạn thấy khớp khểnh nhiều như thế này này thì bản thân ấy nếu mà răng nó khớp khểnh nhiều như thế này thì cao răng nó bám ở các cái mặt lâu ngày sau bắt đầu dần dần nó hủy hóa nhá. Nó hủy hóa bắt đầu nó hình thành các lỗ sâu. Đó. Thì mọc răng sai vị trí hay mọc răng lệch lạc nó cũng là một nguyên nhân gây ra sâu răng. Thế nguyên đây. Đây bệnh nhân này của cô đây là cái bệnh nhân nào có cái vấn đề là mọc răng sữa nó cũng không được chăm sóc răng sữa không được tốt lắm. Cho nên là có hiện tượng mọc lệch lạc này rất là khủng khiếp. Là các em có nhìn thấy cái răng mà cô đang để chuột vào đây là răng 6 nha. Răng 6 này sâu hết chưa? Đen đen này. Nhá. Đó, sâu hết cả răng. Đây, nhìn thế này thì dễ. Đây, nhìn thế này thì dễ nhìn hơn. Các em có nhìn thấy cái mặt sâu của cái răng này không? Nhá. Đây, sâu mặt này. Đó. Các cái nguyên nhân do mọc răng nó cũng gây ra hiện tượng sâu răng. Và ở các cái kẽ này nhá, rất nhiều đây là ở cái góc này các em không nhìn thấy rõ thôi, nó cũng rất sâu kẽ răng này. Sâu ở các mặt nhai nó đã đen đen như thế này này, nó đen đen ở cái mặt này này. Là đây đen cái mặt bảy ở mặt nhai của răng số 7 này nó cũng là hiện tượng sâu răng. Nhá. Đó. Bạn này là bệnh nhân của cô. Bệnh nhân này đến để cô liềng răng và cô có chỉ định nhổ 8 răng. Đây. Đó. Sau 10 tháng. Đó. Nhá. Đó. Như vậy chúng ta đã hiểu rằng là gì? Cái nguyên nhân gây ra sâu răng là nguyên nhân tại chỗ là gì? Do chế độ ăn, do thực phẩm ăn. Thứ hai nữa là cái vệ sinh răng miệng có không tốt, hình thành cao răng nhiều. Cao răng chính là mầm mống của tất cả. Và cái tiếp theo nữa đó là do gì? Do vị trí hoặc là do hướng mọc răng hoặc là do mọc răng sai quy cách nha. Và cái sơ đồ Y, đây là sơ đồ Pi. Sơ đồ Pi thì sử dụng năm 1975. Người ta đã sử dụng cái sơ đồ Pi này để người ta nói lên cái cơ chế bệnh sinh của sâu răng, nhưng bây giờ người ta được thay thế bởi sơ đồ Y. Các em chỉ cần đọc cái sơ đồ Y này, các em có thể tổng quan được tất cả tất tần tật cái bệnh lý về gì sâu răng. Và nguyên nhân nào dẫn tới sâu răng, hình thành sâu răng ở đây là ở trong cái sơ đồ Y này. Và khi nào hỏi thi thì cô cũng sẽ hỏi về cái sơ đồ Y. Cái thứ hai nữa là khi trong quá trình mà các em làm thi test thì cô hỏi về cái sơ đồ Y này khá nhiều nha. Đây là răng này, xung quanh răng này dẫn tới sâu răng này, vi khuẩn này, chất nền này, pH, dòng chảy nước bọt quanh răng này, sâu răng thì quá trình hủy hóa lớn hơn tái hóa, và nó được tóm tắt lại trong cái sơ đồ Y này. Được chưa? Như vậy là cơ chế bệnh nguyên và cơ chế bệnh sinh của sâu răng các em đã nắm được. Cái thứ hai là phân loại sâu răng. Nhá.
Phân loại ở đây có 5 loại phân loại. Nhưng khi hỏi thi và các em và cô giảng để cho các em hiểu thôi, chứ còn cái này mà lý thuyết nó quá nhiều nhá, hoặc là mô phạm quá các em không cần, vì các em không phải là chuyên khoa răng hàm mặt. Bản thân như cô thì cô học răng 6 năm nhá. Cô học lên cao học nữa là 6 năm răng liên tục. Trong 6 năm đấy cô được đào tạo tất cả những cái khóa nhỏ lẻ nâng cao mà mình phải học như cô vừa nói đó nhá. Như hôm nay là cô trùng với lịch giảng của các em ấy. Nếu không là cô phải vào trường đại học Y Hà Nội thì cô học ở với cả một cái thầy giáo bên Philippines, vì dịch quá thầy không quá sang được Việt Nam, cho nên là phải phải học ở trong trường đại học Y Hà Nội của tất cả các bác sĩ cả trên cả nước nhá. Nhưng hôm nay có lịch giảng cho các em nên cô đành phải hoãn lại tất cả các cái đấy đó. Chứ làm sao mà các em học có được 2 tuần thì còn phân loại sâu răng rồi 5 loại các loại kia thì cô không cần thiết các em. Các chỉ biết như thế này này, cái cấu tạo của răng ấy thì cô đã nói rồi, men răng, ngà răng và tủy răng, thì phân loại sâu răng cô dựa vào cái đấy để cho các em dễ hiểu nhá. Ví dụ như sâu các em sẽ được chia ra làm sâu men, và chỉ duy nhất các em cần lắm cho cô đó là phân loại theo độ sâu. Sâu men hay còn gọi là S1, sâu ngà lông hay còn gọi là S2, sâu ngà sâu hay còn gọi là S3. Được chưa? Như vậy là cái răng, cô sẽ chọn cái hình ảnh nào dễ cho các em dễ nhìn nhé. Đây, được chưa? Đây là lớp men này, thì gọi là sâu men là S1. Được chưa? Vào cái lớp ngà này này, lớp vàng vàng này, người ta gọi là S2. Nhưng ngà lông nhá, ngà lông ở phía sâu ngà lông là gì? Sâu ngà sâu là gì? Sâu ngà sâu là cái tổ chức sâu nó sát vào cái trần tủy này, người ta gọi đấy là sâu ngà lông. À, sâu ngà sâu hay còn gọi là S3. Tóm lại, phân loại sâu răng các em chỉ cần nắm cho cô S1 sâu ngà, S2 sâu ngà lông, S3 sâu ngà sâu. Sâu ngà lông là gì? Các bệnh sâu răng, ngà răng, tủy răng và cuốn răng, hoặc triệu chứng của tất cả các bệnh lý khác không nói đến răng, thì ngay lập tức các em phải phản xạ ở trong đầu đó là triệu chứng gì. Toàn khi các em được bình bệnh án nhiều ý, thì các em sẽ được nhuần nhuyễn ở trong đầu và không bao giờ các em quên được. Và nếu mà có đi lâm sàng các nhóm thì các em lên xung phong mình là chuyên gia bình bệnh án, thì các em trong cái thời gian mà các em học ấy, các em học ở trường lớp nó khác nha, lâm sàng nó khác nha, thì làm sao, thì các em bây giờ là Y5 rồi, các em phải đi ra các cái phòng khám của các cô giáo ở trong trường mình ấy thì các em học đi nhá. Chúng ta sẽ rất bị dễ trôi đi những cái năm tháng cuối này, nó nhanh lắm. Mà cô nói thật nhé, lâm sàng và lý thuyết nó khác nhau lắm. Cô là bác sĩ mà đã làm 12, 13 đến bây giờ là tròn 15 năm. Nhá. Có bao nhiêu ca phải căng não thôi. Ở đêm không ngủ được. Mất ngủ cả đêm mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta phải lo lắng như vậy? Nó diễn biến trên lâm sàng và có khác thực tế không? Nhá. Rồi chúng ta làm cho ca này nó đã thành công chưa? Chưa thành công. Chúng ta lại phải dậy cả đêm, chúng ta mò mẫm để chúng ta đọc. Chúng ta phải đọc sách, chúng ta phải hỏi những người có kinh nghiệm hơn. Chứ không hề dễ dàng để thực hiện trên miệng bệnh nhân đâu. Nhá. Và các em cũng là bác sĩ sau này, 2 năm nữa các em là đồng nghiệp của cô. Cô khuyên chân thành là các em phải ra tất cả các phòng khám của các thầy cô, các em học đi. Nhá, học cái gì thì học. Phải luôn luôn tôn trọng các thầy cô giáo mình. Nhá, cô ngày xưa cô đi học như thế thôi. Cô đứng từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều để nghĩ tới ăn trưa. Nhá, phòng khám đông nghịt bệnh nhân. Sau đó thì làm sao? Phải sử dụng cụ cho thầy, phải phụ thầy từng ly từng tí một. Nhà thầy mắng là thầy lườm thì cũng không được giận thầy. Được chưa? Thầy dạy mình mà.
phải làm sao, phải rửa dụng cụ cho thầy, phải luộc răng cho thầy, phải bẻ móc cho thầy, phải dạy mình từng tí một. Nhưng mà thầy không cho mình làm trên miệng bệnh nhân đâu. Nhá. Thì mình phải làm sao? Mình phải lao vào, mình đọc sách. Trời ơi, lý thuyết của mình thật là vĩ đại, thật là nhiều lý thuyết. Nhưng thực tế lâm sàng mình đâu có à. Nhưng chúng ta chỉ quan sát bằng cái quan sát của chúng ta hàng ngày trên của thầy. Thì chúng ta sẽ hình thành một cái lối trong cái tư duy của chúng ta. À, làm như thế. Nhưng không được. Không được bây giờ, tại sao nó không được? Chứ không phải là dễ dàng để mà có thể đạt được những cái lâm sàng trên miệng đâu. Không hề dễ. Và sau này nghề của các em cũng vậy. Đông y cũng vậy. Nhá. Ví dụ như cô nhắc đến là à, hay lêu triệu chứng không cô? Thì nó, các em có hình thành ở trong đầu. Toàn thân cơ lăng. Như vậy là sâu răng có triệu chứng toàn thân không? Cô nhắc lại một lần. Không hề có triệu chứng toàn thân. Nhá. Triệu chứng của cơ lăng của sâu răng có không? Có. Nhưng nó chỉ là ê bút chứ nó không phải là đau, không phải là nhức. Vì nó là sâu răng. Sâu men có không? Không có triệu chứng lâm sàng. Sâu ngà lông và sâu có không? Có triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng đấy được thể hiện lúc nào? Khi có tác nhân kích thích. Nóng lạnh chua ngọt. Và cái triệu chứng cơ năng nó được dập tắt đi ngay lập tức khi chúng ta loại bỏ các tác nhân kích thích để đi. Nhưng tủy răng, cuống răng nhé, có cắt đứt được cái triệu chứng cơ năng không? Không. Nha. Kể cả loại bỏ tác nhân kích thích đi thì cuống răng và tủy răng nó có hết đau không? Không. Nhưng sâu răng thì khi chúng ta loại bỏ cái tác nhân kích thích đi thì có hết ê buốt không? Có. Triệu chứng đối với cả tủy răng có triệu chứng toàn thân không? Có triệu chứng toàn thân không? Không. Nhá, cuống răng có triệu chứng toàn thân không? Có. Đấy là những cách mà chúng ta học không bao giờ quên được. Được chưa? Triệu chứng thực thể là gì? Tiếp tục chúng ta hình thành trong một cái lối mòn, nhìn sờ rõ nghe. Nhá. Sâu răng, các em nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy lỗ sâu đấy ở đâu? Ở một trong năm mặt răng thì nhìn thấy như thế nào? Thứ nhất là vị trí của lỗ sâu đấy là như ở đâu? Ở mặt nhai, ở mặt trong, mặt ngoài hay là mặt bên? Được chưa? Kích thước của lỗ sâu như thế nào? Đáy của lỗ sâu ra làm sao? Lỗ sâu đấy là lỗ sâu đang phát triển hay là ngừng tiến triển rồi? Nhá. Thì đây là cái hình ảnh con cho xem. Đây. Đây là lỗ sâu trên mặt nhai. Nhìn thì đơn giản này. Nhưng mà ở phía dưới ấy, phía dưới nó đã sâu tương đối rồi. Cô gặp đầy cả. Cô ơi cô, em có cái chấm đen như thế này ấy, em thấy nó hơi ê bút thôi cô ạ. Thì cô xem một em, cô đến lúc cô mở ra nhé các em, toàn bộ phía dưới nó thật sâu uống. Đến lúc cho soi gương thì bắt đầu mới giật mình. Trời ơi cô ơi, sâu thế này à? Ừ đúng đó. Nhá, nhanh chóng kịp thời để mà xử lý. Được chưa? Đáy lỗ sâu, cô cho các em xem đáy lỗ sâu. Nhá, đây là lỗ sâu răng ngừng tiến triển. Đáy lỗ sâu nó cứng lại màu đen kìa. Còn nó đang tiến triển là gì? Đáy lỗ sâu nó mềm. Nhá, nó đang phát triển. Thì gọi là gì? Sâu răng ngừng tiến triển hay sâu răng đang phát triển? Đây, sâu răng đến mức độ mà không điều trị, không xử lý gì, nó gây ra là sao? Các em nhìn thấy màu đỏ đỏ ở đây không? Đấy, một là lợi, nó bò vào. Hai là tủy gì? Bắt đầu phì đại. Nha. Đây. Đó. Sâu đấy. Sâu này là sâu hơi lớn rồi đấy. Sâu lớn chưa? Đây, sâu mặt ngoài nhá. Sâu mặt ngoài này. Các em ạ, à, soi cái răng của mình và xem sâu đầy mặt ngoài. Mặt này sâu đầy. Đầu tiên chỉ là một cái chấm nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà cũng đưa mũi khoan vào, vì mỗi mũi khoan nhanh nó đi về tốc độ 3.000 vòng trong một phút. Nó đi cực kỳ khủng khiếp. Và cái mũi khoan này nó có thể phá tan đi các cái lớp men răng. Nhá. Thì nó nhìn thấy một chấm đen. Đến lúc
mổ ra nó đen như thế này nè. Được chưa? Đây. Trời ơi, cái trường hợp như thế này cũng đầy nha. Đấy. Nhưng mà trường hợp như thế này thì bây giờ ít rồi. Có ít không các em? Ai để răng như thế này? Hiểu chưa? Như vậy, về triệu chứng cô xin lỗi, cô nói thêm về cái gõ, nhìn sờ gõ nghe của răng. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy như cô vừa nói rồi. Chúng ta nhìn thấy là vị trí của răng nó mọc, mà vị trí của sâu răng nó ở mặt nào của răng, đúng không? Khi chúng ta sờ thì gồm có hai vấn đề. Thứ nhất là răng có lung lay hay không. Thứ hai là đáy lưng sâu cứng hay mềm. Khi chúng ta gõ thì sâu răng gõ ngang, gõ dọc, gõ thoải mái, không hề đau nhá, không hề lung lay. Đó, nghe thì thôi, răng thì chắc là không có cái gì nghe, giống như tim mạch, như phổi đâu nhá. Nghe hay không trong trong vấn đề mà gõ đối với viêm tủy cấp ấy, mà gõ vào thì bệnh nhân coi là kêu đau, nghe thấy bệnh nhân kêu đau, đau thậm chí còn gạt hết cả tay của bác sĩ trong quá trình khám ra nhé. Đây là về triệu chứng. Còn về cận lâm sàng đối với sâu răng thì cô nhắc lại là không cần cận lâm sàng gì hết nhá. Có hay không đối với một cái F3 thì nó sâu sát tủy thì chúng ta có lên có một cái cận lâm sàng cũng được, hoặc không thì cũng được nhá. Với những cái bác sĩ mà đã làm lâu năm rồi thì gần như không cần cận lâm sàng đâu. Nhưng cô vẫn sâu cả những cái ca cái hình ảnh paro, hình ảnh X quang cho các em xem. Đây, đây là hiện tượng đa sâu răng. Sâu răng nó toàn bộ kẽ răng này. Các em thấy không? Kẽ hai bên cảm quan trên phim X quang này. Đó. Nhá. Sâu hết này. Đây nữa, đây là phim tại chỗ nha. Cái phim bé bé này gọi là phim tại chỗ. Còn đây là phim gì? Toàn cảnh hay còn gọi là phim panorama. Phim này thì các em sẽ nhìn thấy rất là nhiều vấn đề. Như trên cái phim này các em có nhìn thấy cái răng 8 nó mọc ra hướng này này. Nhìn thấy các cái răng này nó đã được hàn sâu răng ở đây này. Cái X quang mà nó cản qua màu trắng trắng này này. Đó, đó, đó. Nhá. Cái này làm sao? Là nó đã được hàn sâu. Đây, cái này là điều trị tủy. Đó. Nhá, đây là một cái phim toàn cảnh để cho các em nhìn thấy. Đây, cái bạn này thì nhìn thấy cái ổ mủ ở đây không? Cái ổ cản qua cho phim X quang này này. Tí nữa cô sẽ cho xem. Đây, mòn hết rồi cổ răng này. Mòn đứt ngang hết rồi cổ này. Trời ơi là trời. Như vậy, đối với sâu răng thì chúng ta cũng hạn chế cận lâm sàng. Không cần đưa bệnh nhân đi cận lâm sàng. Mà hơn nữa chúng ta là bác sĩ, chúng ta phải nên luôn 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 là linh động, luôn luôn là tùy từng trường hợp và xử lý. Chúng ta không được máy móc. Cô hỏi thì có trường hợp là sâu răng, các em đã làm cận lâm sàng gì? Dạ thưa cô, làm máu chảy máu đông rồi là làm công thức máu, sinh hóa máu. Trời ơi, người ta có sâu răng, người ta vào bệnh viện để làm cái đấy để làm gì? Nha. Chẩn đoán đối bất bệnh lý nào cũng vậy. Chẩn đoán sẽ dựa vào triệu chứng cơ năng và triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Đó nha. Còn mấy cái lý thuyết này thì về đọc thêm. Biến chứng của sâu răng. Đây. Các em có nhìn thấy không? Sâu răng ấy, đầu tiên là các em cứ nó đi. Chúng ta có quan tâm nhá. Cao răng kệ nó, sâu răng kệ nó. Xong rồi nó ê bút một tí rồi không sao, đau hơn một tí nữa đi bột thuốc uống. Đúng không? Cần gì phải đến gặp bác sĩ răng làm gì? Ta tự điều trị được mà. Tiếp theo là gì? Sau đó nó không hàn sâu răng
không hàn, nó vào tủy. Tủy răng không hàn, nó xuống cuống răng. Tủy răng không điều trị, nó xuống cuống. Cuống răng nó hình thành cái mủ, ổ mủ đây này. Xong nó lung lay răng, nó tiêu xương. Nhá. Yeah. Đây. Đây này. Cái này nhá, mà đến gặp bác sĩ răng nhá, nó sẽ hình thành một cái ổ mủ rồi. Ổ mủ mà khi mà xịt tê, cô xịt tê vào cái vị trí đấy, xong bắt đầu cô lấy cái dụng cụ khám của nó thì mủ chảy ao ra. Nhá. Đấy, xương nó tiêu ở đây này, hình thành cái ổ mủ ở đây. Đây. Đây là biến chứng của sâu răng. Nhá. Đấy. Thì cắt cuống nó đi. Trời ơi, đang từ một cái lỗ sâu, hàn không muốn hàn. Có 200 nghìn, 300 nghìn, làm không muốn làm. Một lần gặp bác sĩ không muốn. Đó. Sao bây giờ đến nhỉ? Để giữ được cái răng này, mà nó lại bị như thế này. X-quang nó lại thế này. Thì chúng ta làm trên lâm sàng phải thế này. Chúng ta phải cắt cái cuống của cái... Chính là chúng ta cắt cái này đi này. Được chưa? Sau đó ghép xương vào đây. Xương thì có hai loại xương. Đó là xương tổng hợp và xương gì? Đồng chủng. Nhá. Không phải ai ghép xương vào mà cũng thích hợp nhanh đâu. Cô đã thất bại một ca. Ca răng cửa. 3 năm rồi xương nó không thích hợp. Nhá. Cắt cuống. Ghép xương tổng hợp vào. Cho một lớp màng xương vào. Khâu lại. Cho bệnh nhân uống cả canxi. Đến lúc 6 tháng đến 8 tháng sau đến kiểm tra lại thì xương nó mềm nhũn nhá. Lại khâu lại. Nhá. Xong lại 8 tháng đến 1 năm sau đến kiểm tra xương vẫn mềm. Thế rồi làm sao? Đến 3 năm rồi. Không được. Cuối cùng là sao? Lại phải gì? Nhổ cái răng đấy đi và làm cầu. Cầu răng sứ vì bệnh nhân bị mất cái răng cửa này này. Nhá, mất cái răng cửa. Đó. Bệnh nhân bị mất, cái bệnh nhân mà cô bị thất bại răng cửa ấy là bệnh nhân bị mất một cái răng cửa này. Nhưng mà cái chỗ này nó bị khuyết hỏng xương cho nên là phải ghép xương. Và ghép xương là thất bại. Nhá. Rất thất bại. Thì chúng ta phải lại làm một cái cầu ba răng. Mà đã là cầu ba răng thì chúng ta phải mài hai cái răng bên cạnh. Cho nên không phải là đơn giản. Còn đây là trường hợp là biến chứng của sâu răng. Chúng ta không làm thì chúng ta sẽ hình thành xuống cuống răng. Cuống răng nó hình thành lên như thế này. Đấy. Và chúng ta phải cắt. Xong chúng ta điều trị tủy ngược trở lại lên. Trời ơi. Như vậy là có mỗi một cái chấm sâu đen thôi. Và chúng ta không xử lý ngay từ đầu đi mà dần dần chúng ta phải đến sự thảm hại như thế này. Mà đối với răng cửa thì đương nhiên rồi, không thể mất răng cửa được, nó là răng thẩm mỹ mà. Còn răng hàm có mất được không? Cũng càng không mất được, bởi vì nó là răng ăn nhai mà. Nó là răng là hình thành khớp cắn mà. Nếu mà chúng ta mất nó thì các răng khác sẽ đổ vào cái vị trí của nó bị mất. Cái răng bên cạnh nó sẽ răng hàm trên nó trồi xuống. Và cái khớp cắn hai bên này làm sao nó bị áp lực lé xuống, nó rất là gây đau đầu. Nha. Yeah. Được chưa? Phòng sâu răng. Cái này về sâu răng thì không có gì. Các em chỉ đi lấy vệ sinh răng miệng tốt, đánh răng có kem floor này, dùng nước súc miệng có floor này, nhai kẹo cao su có xanh-ni-tôn này, rồi tất cả đây. Cô đã viết ở đây. Nhá. Đó. Cái slide mà cô làm được ở cái này không biết là nó đi slide đi đâu mất rồi. Như vậy là cái bài sâu răng này các em đã hiểu chưa? Sâu rồi. Có ạ. Ừ. Cô cho em hỏi với ạ. Ừ, hỏi đi. Với trẻ nhỏ ấy thì mình cho trẻ đánh răng bằng các loại kem đánh răng nào tốt hả cô? Em cứ dùng cái loại kem đánh răng mà ở các cái siêu thị nó bán dùng cho trẻ em ấy. Nhá. Trong đấy là cái lượng floor là nó cũng cho nhiều hơn một chút xíu đấy. Bởi vì là bao giờ nó cũng có sự kiểu lố ấy.
tức là trẻ nó đánh răng rất là nhanh chứ nó không phải là cẩu thả, nó đánh răng nhanh chứ nó không cẩn thận như mình đâu. Em hiểu không? Và cái thành phần như 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 cô nói lúc nào về cái chuyên môn một chút là ví dụ cái gì mà mình không có sử dụng nó nhiều thì bắt buộc bác sĩ phải làm lố lên một tí thì để cho nó hạn chế được cái lười biếng của nó. Cứ giờ tất cả các cái hiệu thuốc hay là cái siêu thị nó đều có cái loại kem đánh răng dành cho trẻ em nhá. Vâng. Cho em hỏi một câu nữa. Ví dụ như cái răng ở như màn hình cô xe đấy ạ, nó có lỗ hổng như thế ở trẻ nhỏ bị sâu ấy, thì đi bác sĩ nha đã lấy hết tủy rồi, rồi hàn vào đấy rồi, thì khi mà đến trẻ thay răng ấy, như là cái răng số 4 ấy ạ, trẻ thay răng thì những cái răng ấy nó giòn, nó vỡ hết rồi cô ạ. Xong rồi cái mầm răng nó mọc đội lên rồi, nhưng mà cái phần hàn này nó vẫn còn ấy. Thì mình có cần phải lấy cái phần hàn ấy đi không, hay là nhổ răng luôn nó mọc đội? Nhổ dạ. luôn cái răng ở trên đi. Vâng ạ. À, cô cũng hiểu với em. Tức là cái răng sữa em đã được điều trị tủy và nó bị gãy hết ở phía trên đúng không? Vâng. Và bây giờ cái răng vĩnh viễn nó đang mọc ở phía dưới mà nó đẩy, nó đùn đẩy cả cái chất hàn lên đúng không? Vâng ạ. Thì lấy nó hết đi em. Chỉ lấy mỗi cái chất hàn, cái răng sữa nào còn sót lại thì lấy hết đi. Thế thôi. Cái răng số 4 đấy nó mọc trước răng số sao cô, răng số 3 thì nó chưa gãy ạ. Em ơi, về cái tuổi mọc răng ấy thì cô đã xem ở trên màn hình là răng số 3 nó sẽ mọc sau răng số 4. À rồi, vâng, em nhớ rồi. Nhá, răng số 3 dạ. sẽ mọc sau răng số 4. Vâng, em cảm ơn cô. Cô cho em hỏi vậy ạ. Với cái trường hợp mà nó mòn cổ răng ấy, với lại như cái hình ảnh mà ban nãy cô chiếu cái hình mà nó bị mòn mà nó có phải đứt đoạn đoạn cổ răng dưới cô, thì có cần phải can thiệp xử lý gì không cô? Có em. Em vừa nhìn thấy lúc nãy có một cái cô thấy nó đứt cổ ở dưới. Đây. Vâng. Thì cái có này cần... này. Vâng. Có em. À, thứ nhất, đấy. À, chúng ta không có kiến thức ấy, thì tự nhiên chúng ta lại phải mở cái vào ra nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ hàn. Chúng ta hàn để tạo lại một cái hình ảnh cổ răng. Đây là mòn, không mòn. Cái này là mòn để phía đến phía chân răng rồi nha em nhé. Vâng ạ. Thì theo nhìn theo cái chuẩn của cô ấy, là sẽ tạo mở cái vạt, tức là bóc tách cái lớp lợi ở phía dưới này nè. Giảm cái độ căng của lợi. Ghép xương và kéo nó lên để nó chùm vào cái vị trí chân răng. Em hiểu được cô không? Vâng ạ. Đó. Cái phương án thứ hai nữa là có thể cắt lợn ở cái phần trên của hàm ếch để phủ cái lớp ngoài của cái phần chân răng. Ờ đúng không? Đấy nhá. Còn cái phần hàn mà cần hàn thì chúng ta vẫn phải hàn. Đây trên này thì không cần phải tạo vạt hoặc là cắt vạt. Cái này thì làm sao? Cái này thì chúng ta hàn vào tạo lại cái hình thể ban đầu là ok. Rồi. Đó. Thưa cô, có cho em hỏi một chút ạ. Cô ơi, cái trường hợp nhai chu là thế nào ấy ạ cô? À, nhai chu đây. Nhai chu. Tổ chức quanh răng ấy là gồm có gì? Lợi này, men răng, ngà răng này, lợi này, dây chằng quanh răng và xi men nhá. Như vậy là cái tổ chức nha chu mà em vừa hỏi cô ấy là dây chằng quanh răng này, xi men này, lợi này và xương ổ răng là bốn cái thành phần của nha chu, mà một hoặc hai hoặc ba trong cái thành phần này nó bị viêm, người ta gọi đó là viêm nha chu. Em hiểu chưa? Dạ em hiểu thưa cô. Trường hợp này thì xử lý cái gì hả cô? Thứ nhất, nếu như viêm nha chu thì cái nguyên nhân nào gây ra viêm nha chu? Như cô đã nói rồi, nguyên nhân gây viêm nha chu chính là do cái cao răng ấy. Nhá. Nó sẽ làm cái dây chằng quanh răng này giãn rộng ra. Nó làm cho răng lung lay. Được chưa? Nó làm cho lợi bị viêm. Có thể nó làm cho xương bị tiêu.
có thể nó hình thành những cái túi lợi bệnh lý ở dưới này. Chúng ta lấy sạch sẽ cao răng đi cho bệnh nhân uống thuốc và cho bệnh nhân ngậm chlorhexidine 0,12% tại chỗ một ngày hai lần. Đấy là phác đồ điều trị của viêm quanh răng, phác đồ điều trị của viêm nha Chu em nhé. Trong trường hợp nào mà tiêu xương nhiều và có khả năng ghép xương thì chúng ta ghép xương, còn không có khả năng ghép xương thì thôi. Vâng, em cảm ơn cô. Cô cho em hỏi thêm, cô nói qua cho em về cái trường hợp sún răng của trẻ em đấy ạ. Sún như nó mùn đến chân răng luôn đấy ạ. Thì xử lý như thế nào trong trường hợp đấy ạ? Đây, cô cho xem sún răng. Sún răng là do rất nhiều nguyên nhân. Cô có cái hình ảnh sún răng đâu nhỉ? Rồi cô tìm cái slide về cái hình ảnh sún răng. Ví dụ như đây đi. Nhá. Đây này. Đây là cũng hình ảnh sún hết ở răng này. Được chưa? Nhá. Hoặc đây này. Đó. Nhưng cô nhớ là cô có một cái hình ảnh sún răng rất là đặc biệt. Cái đó thì nó sẽ có nguyên nhân gây ra làm mất kích thước rộng của răng. Và thường ấy là sẽ gây ra là cắn chéo răng cửa hàm trên. Cách xử lý nếu như còn chân nhá, nếu như còn chân răng thì có thể là cứ để nguyên chân ở trên miệng. Còn cái thân ấy như cô nói rồi, có thể làm răng sứ giả trên răng sữa. Con nào vừa hỏi cô nhỉ? Thưa cô, đến giai đoạn mà đến giai đoạn mọc răng ấy thì làm thế nào để cho cái chân răng ra hai cái để nguyên như thế, rồi xong đến cái giai đoạn nó lung lay thì mình em nhổ cứ để ra. Nguyên chân em cứ để nguyên chân cho cô. Vâng nhá, đừng nhổ. Đến lúc là nó tự, em vậy có sợ cái mọc chồi không cô? Không, tại sao cô bảo em là cứ giữ nguyên cái chân răng là bởi vì để nó còn định hướng cho răng vĩnh viễn mọc em ơi. Còn khi nào mà răng vĩnh viễn nó mọc lên rồi thì trời ơi mừng quá à, thì chúng ta nhổ veo luôn cái chân răng của cái răng sún đi. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Em hiểu chưa? À, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn cô. Cố gắng để cái chân răng để nó định hướng cho răng vĩnh viễn mọc lên. Đó. Nha. Cô ơi cho em hỏi cái phương pháp cái implant nhá. Thì là cái implant đấy thì là mình cấy vào là bằng cái gì, với là mất khoảng thời gian bao lâu thì để hoàn thành xong cái đấy. Hiện nay có khoảng độ 600 hãng implant phủ sóng của phủ vào cái Việt Nam của chúng ta nhá. Nhưng tôi thường áp dụng như là cái hãng của Osstem của Hàn, hoặc là Osman của Thụy Sĩ, hoặc là Pháp, hoặc là Đức, hoặc là Mỹ. Đấy, chỉ là nhóm đấy thôi. Cái thứ hai nữa là nó là một cái vít được khoan vào trong xương ổ răng. Cái đấy có khả năng tích hợp ở trong miệng khoảng 6 tháng sau thì bắt đầu phục hình lên. Thì thời gian mà để có cái răng mà ăn nhai mà không có xảy ra cái chuyện gì ấy, thì thông thường là phải 6 tháng đến 8 tháng sau mới hoàn thiện được một cái răng. Em nhé, đấy là cái hãng của Hàn Quốc. Còn hãng của Thụy Sĩ thì nó đắt hơn một tí. Thì cái gen nó bắn vào trong xương ấy thì nó tốt hơn. Nhưng nó đắt. Nhưng ở Việt Nam mình thì cô thấy là hiện nay đang sử dụng của Hàn Quốc cũng khá nhiều. Đó. Em hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Thì cô cho em hỏi là trong cái quá trình mà mình chờ như thế thì là mình lắp một cái răng giả đấy cũng được đúng không? Đúng rồi. Thông thường là phải lắp một cái răng giả lên để giữ khoảng đấy mà. Nhá. Không thì ví dụ cái thân răng đấy nó không có, các cái răng khác như cô vừa giảng đấy nó có thể nghiêng ngả nghiêng ngay. Nhá. Cho nên thông thường đấy có thể là có những bác sĩ người ta cho một cái răng tạm lên để giữ khoảng. Có những bác sĩ người ta không cho. Đấy là sở trường của từng bác sĩ. Cảm ơn em cảm ơn cô ạ. Nhưng mà đừng để mất răng để một cái implant nhá.
chẳng không cái gì mà bằng răng thật đâu các em à. Implant nó không có dây chằng quanh răng, nó vẫn có khả năng tiêu xương, nó vẫn khả năng có khả năng fail nhé. Em đưa cô cho em hỏi cái độ tuổi mà bắt đầu niềng răng này đối với trẻ em gái thì khoảng độ bao nhiêu tuổi thì là tốt nhất cô nhỉ? Như cô vừa nói đấy, cái giai đoạn tuổi vàng trong vấn đề chỉnh nha là từ 8 đến 14 tuổi. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Ừ, đó. Muốn tìm hiểu thêm về cái niềng răng thì vào cái nha khoa thẩm mỹ quốc tế Jet Dentist hoặc là liềng răng Jet Dentist, là tất cả những cái ca lâm sàng cô làm ở đấy hết. Rồi, như vậy là cái bài ở đây kết thúc. Các em có hỏi gì không? Ừ. Chắc là không ai hỏi gì nữa cô ạ. Dạ, phần lâm sàng thì cô có giảng ở lớp em buổi nào không ạ? Cô giảng cho nhóm đi sinh môn em ạ. Dạ vâng ạ. Ừ. Lâm sàng thì cô sẽ giảng nhiều về về cái vật liệu hàn răng, vật liệu điều trị tủy, mất cô răng. Cô còn giảng lớp em lý thuyết bài nào nữa không cô? Cô chỉ giảng hai bài thôi. Đó, giải phẫu và bài sâu răng. Đó, còn lại là cô Hằng, cô Hoàng Anh với cả thầy Đồng. Thế cô cho em hỏi một câu ngoài bài với ạ. Ừ, hỏi đi. Những trường khi nào thì là nhổ răng khôn hả cô? Răng số 8 ấy ạ. Với những trường hợp nào thì nhổ ạ? Thế này nhá. Đối với cô ấy, cô có chỉ định nhổ gần như 100% nhổ răng 8. Và hàng ngày ấy, phòng khám lúc nào có bệnh nhân nhổ răng 8 là bởi vì cái bệnh nhân đến chỉnh nha của cô cũng khá đông. Tại sao phải nhổ răng 8? Nhổ trong cái trường hợp đối với độ tuổi của các em, nhất là những cái trường hợp mà mọc lệch ấy, nó sẽ hút sâu, nó sẽ hút vào cái mặt xa của răng số 7. Nó tạo ra một cái khuyết hổng xương ở đấy, nó sẽ gây nắng động căn ở đấy, thì các em phải có chỉ định nhổ đi. Nói tóm lại là những cái răng 8 mọc lệch hoàn toàn là các em nên nhổ đi, nhưng những răng 8 mọc ngầm ở trong xương, mọc ngầm ở trong xương mà cái mặt nhai của răng 8 nên nó không có hút vào cái mặt nhai của răng số 7 hay nó không hút vào cái chân răng số 7 ấy, thì thôi chúng ta không nhổ, nó là răng ngầm mà, em hiểu không? Còn nó nghiêng 70 độ hay nó nghiêng 90 độ mà nhìn trên phim X quang nhé, nguyên tắc của cô ở phòng khám là sao? Khi nhổ răng 8 bao giờ phải có hai phim. Một phim panorama như cô vừa cho các em xem, phim thứ hai là phim cytochrome. Khi nào giảm lâm sàng cũng sẽ cho các em xem hết cả phim cytochrome nữa nhá. Tại sao phải có phim cytochrome? Là bởi vì để chúng ta nhìn xem là cái chân răng 8 nó nằm ở phía sau hay là nằm ở phía trước của ống dây thần kinh răng dưới, để chúng ta có thể loại trừ đi nhá. Và khi nhổ răng 8 thì chúng ta có thể được phép để lại cái chân răng trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà nó hình móc câu, hình dùi trống mà nó đang ôm lấy cái ống dây thần kinh răng dưới thì chúng ta đừng có cố nhá, đừng có cố mà bảo bác sĩ là lấy hết ra cho em, được không? Hoặc là lúc đấy bác sĩ người ta bảo người ta để lại, bảo người ta không phải là người ta không lấy được hay không phải là người ta không giỏi, mà đấy là được cái chỉ định để lại để giữ lại cái độ an toàn cho các em nhá. Vâng, em cảm ơn cô. Đó, còn có những cái trường hợp ấy, răng 8 thì nó có thể gây ra loạn khớp cắn thì cũng nên nhổ bỏ nó đi, kể cả nó mọc thẳng. Ví dụ như răng của em ấy thì nó không thấy ảnh hưởng gì, nhưng mà nó tạo một cái lỗ hổng giữa răng số 8 và răng số 7 cô ạ. Đó, thấy không? Thì nên nhổ đi em, sợ không sợ đâu. Nên có một cái phim silicone bin nữa nhá. Vâng. Như ở phòng khám của cô ấy, mà tất cả những ai mà chụp con bin là phải mất thêm phí. Còn
Bởi vì phòng khám cô nó đầu tư cả Citicumin, cả Panorama và xếp tại phòng khám rồi. Thế cho nên là ví dụ ai có nhổ răng 8 thì tăng phí Panorama nhưng lại mất phí chụp Citicumin, bởi vì cái phí bỏ đầu tư cũng khá lớn mà. Thì nhưng có cái phim Citicumin ấy thì là cái phim mà để yên tâm hơn cho các bác sĩ và bệnh nhân. Lúc đấy chúng ta được nhìn được 4-3 chiều không gian, còn cái kia nó chỉ là phim 2D thôi. Vâng. Hai thằng cô. Em cô cho em hỏi chút ạ. Cái ngoài cái niềng răng như ở trên màn hình của cô ấy thì mình có cái niềng, ví dụ niềng ốp được không cô? Cái niềng ví dụ như là có một cái ốp để ốp để định hướng răng ạ. Có. Thế thì cô mới bảo các em vào cái các em đánh gõ Facebook ấy, đánh cái chữ niềng răng thẩm mỹ Jet Dentist thì có cái chỉnh nha bằng Invisalign mà cô đang làm ấy. Cô hình như chỉ ở 66 Xuân Diệu Tây Hồ đúng không cô? Đấy là cơ sở thẩm mỹ, còn cơ sở chỉnh nha của cô là 175 Tôn Đức Thắng. 175 Tôn Đức Thắng, dạ. Các em đánh chữ liềng răng thẩm mỹ Jet Dentist thì nó mới ra. Nhá. Cô vừa cho chạy một cái video của một bạn mà liềng răng giống như cái bạn trai của hỏi cô á. Cô ơi, đừng nói chuyện kia anh. Đó là bạn trai vừa hỏi cô đấy, chỉnh nha bằng Invisalign thì cái Invisalign thì chi phí nó hơi cao nhưng mà nó có 40 cái ưu điểm vượt trội so với cả mắc cài. Đó, nhá, thì muốn tìm hiểu thì tìm hiểu trên trang web của cô, tất cả những ca đấy là cô làm hết. Cô cho em hỏi với trẻ em mà ví dụ mà khi mà răng nó lung lay thì cố gắng nhổ càng sớm càng tốt đúng không cô? Không em, răng nó lung lay thì phải lung lay như thế nào, nó đã đến tuổi mọc răng chưa? Còn 6-7 tuổi đấy cô, tầm 7 tuổi đấy. 7 tuổi nhưng răng gì? Răng cửa hay là răng 3? Răng sữa nhưng răng sữa gì? Răng 2, răng 3 hay răng 4? Số 2 cô ạ. Số 2 mà lúc nay nhiều thì nhổ đi em. Vâng. Nhá. Nếu vâng, như vâng. 7 tuổi mà nó răng bố thì đương nhiên không được nhổ rồi. Hả? Có hỏi gì nữa không? Bạn nào đi xanh bôn ở lớp này thì liên hệ với cô nha. Nhóm đi lâm sàng ấy. Vâng ạ. Ừ. Phòng khám của cô địa chỉ ở đâu nhỉ cô? 175 Tôn Đức Thắng. Hoặc là cái 66 Xuân Diệu cũng là trong cái hệ thống của bên cô mà. Các bạn nào có nhu cầu mà làm thẩm mỹ thì ở trên 66 Xuân Diệu Z Dentist á. Nhá. Cứ vào đấy chắc nhất thì ở đấy là học trò cô Thanh là các bạn ấy biết hết mà. Em cô thêm niềng răng là cô cũng làm ở trên Xuân Diệu ạ? À? Hay là Tôn Đức Thắng ạ? À? Tôn Đức Thắng em à. À dạ vâng ạ. Ừ. Em cảm ơn cô. Ừ. Các em mà không hỏi gì nữa thì cô cho nghỉ nhá. Vâng, em cảm ơn cô. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn cô. Thì cứ liên hệ với cô sẽ giải đáp cho xong nhá. Vâng ạ. Ừ. Em cảm ơn cô ạ. Ừ, chào các em. Vâng, em chào cô ạ. Ừ.